chương 3021, Kim Hòa Hầu, hình như ngươi biết không ít chuyện Tô Vũ cười nói. Ngươi biết thời không trường hà trong đạo nguyên tri địa kỳ thật là đại đạo của nhân hoàng sao? Bộ xương khô chấn động, ngươi cũng biết à? Tô Vũ đáp. Đối với ta mà nói, vạn giới này không có bí mật gì cả, huống chỉ thời gian trôi qua nhiều năm như thế. Bí mật của các ngươi năm xưa chưa chắc đã là bí mật ở thời điểm hiện tại đình báo đều có thời hạn. Nhiều năm trôi qua như vậy, sao có thể vẫn còn là bí mật? kỳ thật hầu hết tình báo đều đã trở thành vô dụng rồi cho nên tô vũ không trông cậy vào đám đầu cổ có thể mang lại tình báo gì cho mình cũng không phải không có hầu tượng cổ nào tồn tại đại chu vương sống sót đến giờ những gì y biết chưa chắc đã ít hơn bọn người kia nhưng việc bộ xương khô biết thời không trường hà là đạo của nhân hoàng vẫn khiến tô vũ có chút ngoài ý muốn tô vũ không vội hỏi thăm hắn vẫn yên lặng tiếp tục quan sát tốc độ tra xét rất trọng các vị thiên tôn tra xét nãy giờ nhưng vẫn chưa đi được quá xa Tô Vũ nhìn thoáng qua lộ tuyến của ba đội cờ giả, trong hai quả bom hắn chôn giấu, hình như con chim lớn kia sẽ lập được đội của Tam Nguyệt. Dựa theo lộ tuyến hiện tại, Mê Thiên Tôn và Lôi Bạo sẽ gặp cường giả thần tộc, Ma Thiên Tôn và Tam người sẽ gặp đại điểu, Thiên Vương nổi điên cũng chưa chắc có thể làm gì Thiên Tôn. Tô Vũ liếc mắt một cái, Thiên Tôn trong trong đám cường giả khống chế vạn pháp tháp không sao, nhưng giết chết đám tùy tùng hợp đạo đi cùng cũng không tồi. Tô Vũ không tán gẫu cùng bộ xương khô nữa. Một người một xương khô đều yên lặng nhìn về nơi xa, oanh, sau 3 giờ tra xét, một tiếng vang lớn truyền ra, ngay sau đó, một đại điểu kim sắc xuất hiện, không phải cường giả ngụy đạo Tô Vũ gặp được mà là một đại điểu có 3 móng vuốt đi theo chân đạo, kim ô Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Đó là cường giả kim ô nhất tộc, giờ phút này, khí tức kim sắc đại điểu nhanh chóng lớn mạnh, toàn thân bùng nổ ngọn lửa, lạnh giọng quát. Người thực hầu, đây là nơi bổn tọa bế quan, các ngươi đang làm gì, khí tức kim ô vô cùng cường hãn, thậm chí càng lúc càng trở nên cường đại hơn. Có điều Kim Ô rất bất an. Vì sao quanh đây lại có nhiều cường giả như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thực Hầu cũng chính là Nguyệt Thiên Tôn, nhưng hiện giờ rất ít người xưng hô phong hào của bọn họ, tất cả đều thay thế bằng Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn và Lôi Bạo đều nhíu mày, Nguyệt Thiên Tôn có chút kinh ngạc, không ngờ ra hỏa này vẫn còn sống, nhưng y nhanh chóng giãn mày, cười vang nói: "Không ngờ lại là Kim Hỏa Hầu, Kim Hỏa Hầu biến mất hơn 3 vạn năm, ta còn tưởng rằng Kim Hỏa Hầu đã ngã xuống trong triều tịch thứ 6 Kim Hỏa Hầu thực lực cường đại." tuy rằng chưa tới thiên tôn nhưng cũng có năng lực chiến một trận với thiên tôn hắn ta là cường giả đỉnh cấp trong cảnh giới thiên vương kim ô hóa thành hình người mặc bào phục hoàng sắc cảnh giác nói đạo nguyên chỉ địa có quy củ không được tự tiện tra xét lung tung nơi ta bế quan có cấm chế vì sao các ngươi lại đánh võ cấm chế tép ta xuất quang hắn ta rất bực bội có điều vẫn kìm nén không trở mặt bởi vì quanh đây có rất nhiều cường giả nguyệt thiên tôn khẽ cười nói có vẻ thật sự phải chế tác mảnh ý chí giúp chư vị mới xuất quan hiểu biết tình huống một chút tránh cho lần nào cũng phải giải thích một lần y khách khí với kim ô hơn tên vượn tộc trước đó không ít một cô ý chí lực trào ra một lát sau kim hỏa hầu đã biết tình huống trong lòng dâng trào vô số suy nghĩ thế cục thượng giới biến hóa nhanh như vậy ư sau bỗng nhiên xuất hiện hỗn độn nhất tộc và nhất mạch của người truyền lửa kim hỏa hầu không phàn nàn gì nữa hắn ta nói vậy để bổn tọa đến vạ tộc sơn xem tình huống kim ô nhất tộc ta như thế nào dứt lời hắn liền phá không lao đi hắn ta bế quan nhiều năm có lẽ trong tộc đã xảy ra biến cố hình như kim ô nhất tộc hiện tại không còn quá cường đại như năm xưa đó là kim hỏa hầu bộ xương khô nhìn thoáng qua kim ô khăn khàn nói con chim này am hiểu chân hòa đạo thần thiên diệt địa năm đó là một trong những cường giả đỉnh cấp của kim ô tộc hiện giờ kim ô tộc còn chuẩn vương không tô vũ đáp chỉ còn mình hắn ta thôi vậy ư năm xưa kim ô tộc rất cường đại thậm chí còn mạnh hơn thực thiết tộc quả nhiên là cảnh con người mất xương khô lại nói tiếp hóa ra kia đó là nguyệt thực hầu bảo sao khí tức có chút quen thuộc nhưng bây giờ y cường đại hơn trước rất nhiều nguyệt thực hầu còn sống không biết huynh trưởng nhật miệng của y có còn sống không tô vũ nhớ mày y có huynh đệ a à. đúng hơn nữa thực lực còn mạnh hơn y một ít tô vũ suy tư vậy thì có khả năng còn sống hiện giờ hai tộc khác trong tam đại tộc đều có hai vị thiên tôn nhưng thần tộc chỉ có một mình y có khả năng còn có một người nữa tồn tại nếu không thì tiên ma sẽ không ngang hàng với thần tộc có lẽ tiền ma cũng biết bộ xương khô im lặng tiếp tục quan sát. qua một lúc lại lên tiếng hỏi: ngươi chờ tại đây là để cứu viện nhân tộc phải không? không đâu ta muốn biết vạn tộc còn che giấu bao nhiêu lão gia hỏa. thực lực ta nhỏ yếu nên không dám cứu viện. ngươi thấy đấy, sáu vị thiên tôn, bốn vị thiên vương, 12 hai vị hợp đạo, thực lực bọn họ như vậy, ta làm gì có biện pháp cứu người bộ xương khô lỏng bẩm? nếu có cơ hội, ta hy vọng tiểu đạo hữu sẽ ra tay cứu viện. tính sau đi tô vũ không để ý, bộ xương khô cảm thấy bất lực đối phương thật khó nói chuyện đến bây giờ hắn ta cũng không biết được tin tức hữu dụng nào từ miệng người này đột nhiên tô vũ liếm môi cười cười xen diễn thôi sắp phát hiện ra một đại điều khác rồi kim ô đã chạy đi như nhóm người tam nguyệt lại sắp phát hiện ra một con chim khác tốt lắm hắn không cần lo lắng cho tam nguyệt tam nguyệt rất khôn khéo lão vẫn luôn làm việc qua loa chủ yếu là do đám người ma thiên tôn dẫn đầu tra xét nếu xảy ra phiền toái thì cũng làm ma thiên tôn chịu trận chương ba nghìn hai mươi hai tổ hòa nhập ma vạn pháp tháp của đám người ma thiên tôn lại sáng lên ma thiên tôn dùng lại trò cũ ông ta bay đến đánh một chửa mặt đất nứt thành khe một đạo khí tức cực kỳ mỏng manh tràn ra ý chí lực của ma thiên tôn nhanh chóng thâm nhập xuống đất cha xét rất nhanh ông ta đã nhìn thấy một đại điều đang sống lại ma thiên tôn chủ động mở miệng cửu dực thiên sĩ tộc ngươi là cốt dực hầu ông ta biết con chim này cửu dực thiên sĩ tộc đã sắp tận diệt không ngờ cốt dực hầu còn sống phía dưới cốt dực hầu mở mắt ngương ác ngẩng đầu nhìn lên hỏi lâu sau gã mới dẫn thanh tỉnh là ma thiên đạo huynh ư đại điều chậm rãi hỏi trong tình huống bình thường trừ khi gặp kẻ thù sinh tử nếu không thì cường giả vạn tộc sẽ không tùy tiện chém giết lúc này đại điều cảm nhận được từng luồng khí tức tỏa ra trên không đại điều trần chờ một lúc rồi chậm rãi bay lên bắt đầu liên kết lực lượng đại đạo lã nghi hoặc hồi vì sao đạo huynh lại phá nơi ta bế quan quốc dực hầu không biết hiện giờ ma thiên tôn giải thích đơn giản sự tình quốc dực hầu đã hiểu tình huống lực lượng đại đạo của gã bắt đầu hoàn toàn liên kết đột nhiên một cổ ý chí cùng bạo dũng mãnh tràn vào trong đầu gã giết chóc chết sạch mọi người giết đi thủ đoạn tô vũ để lại trong đại đạo hoàn toàn bùng nổ quốc dực hầu vừa kết nối đại đạo xong ánh mắt vốn vần đục hóa thành màu đồ như máu lộ ra sự điên cuồng lã nhìn ma thiên tôn giống như đang nhìn kẻ thù giết cha ma thiên tôn trông thấy ánh mắt gã thì hơi sao động chuyện gì vậy tức khắc một cỗ sắc khí cường hãn bùng nổ đôi cánh lớn xé rách hư không đánh về phía ma thiên tôn ma thiên tôn nhanh chóng lui lại phẫn nộ quát Quốc sực ngươi điên rồi Quốc sực hầu đột ngột ra tay với ông ta lã phất điên rồi đúng không tam nguyệt vừa định chạy đến đã lập tức dừng bước lão lộ vẻ nghi hoặc chuyện gì thế mặc kệ nó mình cứ đứng từ xa quan sát đã rồi tính Quốc sực hầu vô cùng điên cuồng không nói hai lời đã lập tức lao tới tấn công khi tức cường hãn xui trào mang theo cơn giận lập trời lá thê lương rít gào một tiếng dễ oanh ma thiên tôn vừa giao thủ với lá, vừa phẫn nộ quát ngươi muốn chết sao gia hỏa này điên rồi ta còn chưa ra tay với ngươi mà ngươi dám chủ động đối phó ta muốn chết sao ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi chắc ông ta lại đánh ra một trường chấn áp thiên địa hư ảnh một vị ma thần hiện lên trên lưng đại điểu cốt dực hầu mới vừa sống lại sao có thể địch nổi ông ta ma thiên tôn bực bội quát. ngươi phát điên cái gì bế quan đến tổ hỏa nhập ma rồi đúng không ông ta hoài nghi cốt dực hầu bế quan quá lâu nên đã tổ hỏa nhập ma cốt dược hầu kịch liệt sẽ dụ khiến ông ta cảm thấy hơi quá sức ông ta không muốn giết ra hỏa này mà là muốn trấn áp xong rồi tính tam nguyệt ma thiên tôn sốt ruột gọi tam nguyệt tới hỗ trợ có thêm người thì sẽ dễ trấn áp hơn có lẽ cốt dược hầu đã tẩu hỏa nhập ma nhìn đôi mắt của gã mà xem đỏ bừng như máu lã tung ngụy đạo ư quả nhiên ngụy đạo có vấn đề các vị cường giả bốn phía nhanh chóng đuổi đến một vị thiên vương hồ thiên tôn chúng ta trấn áp hắn ma thiên tôn khẽ gật đầu tam nguyệt khốn kiếp lại bắt đầu làm cảnh nơi ra đám người nguyệt thiên tôn cũng nhìn về phía bên này như không vội tới như người như thế muốn đối phó với một vị trần vương vừa sống lại thì hoàn toàn không thành vấn đề cùng lúc đó tô vũ tươi cười lẩm bẩm nổ chết bọn họ đi bộ xương khô liếc nhìn tô vũ giờ phút này tô vũ cười quá tà ác làm hắn có chút bất an đúng lúc này đôi mắt cốt sực hầu điên cuồng bị trấn áp bỗng nhiên đô tới cực hạn là các ngươi ép ta chết hết đi oanh đại điều nổ tan xác song khí cường đại quét ngang thiên địa trên bầu trời một trùng pháo hoa sán lạn phóng vút lên một vị thiên vương tự bạo lã chỉ là ngụy đạo với tô vũ mà thôi còn đối với những người khác thì vã vẫn là thiên vương ông ảm ảm uy lực tự bạo khiến ma thiên tôn bay ngược cả vạn mét ông ta không ngừng hộc máu khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu tự bạo ư lã thật sự điên rồi đúng không rất nhan sắc mặt ma thiên tôn lại cào thêm tệ dưới uy lực tự bạo một vị cường giả thiên vương tan sắc chưa chết như hai vị hợp đạo phía sau lại bị uy lực tự bạo hủy diệt đến cả biển ý chí cũng không còn âm ầm âm lại thêm hai cỗ lực lượng quy tắc nổ tung hai tôn hợp đạo đã ngã xuống một vị thiên vương bị thương nặng khốn kiếp ma thiên tôn giận dữ gào thét ông ta đột ngột quay đầu nhìn về phía tam nguyệt tam người thấy ông ta nhìn mình thì lộ về mặt mờ mịt nói a à không ngờ gã lại tự bạo ngươi đừng nhìn ta sao ta biết gã sẽ tự bạo chứ ngươi có biết trước được không Ma Thiên Tôn suýt nữa thì tức hợp máu. Đúng vậy, ta cũng không ngờ tới, không phải đang nói chuyện bình thường là, vì sao không nói không rằng lại lựa chọn tự bạo. Ngươi ra, đám người người Thiên Tôn chấn động, vội lao đến đây. Làm sao vậy? Vì sao cốt dực hầu lại tự bạo? Một vị thiên vương đã chết kéo theo hai tôn hợp đạo, truy quái quỷ gì thế? Hẳn là gã bị tẩu hỏa nhập ma ma thiên tôn nghiến răng nghiến lợi. Lúc này ông ta không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo. người đạo quả nhiên có vấn đề người bình thường hiếm khi là phải tình trạng phát điên như này tô vũ lộ về mặt tiếc nuối chỉ khiến một vị thiên vương trọng thương và hai hợp đạo nổ chết thật đáng tiếc sao không nổ chết được thiên vương nhỉ ánh mắt bộ xương khô khẽ biến lẳng lặng liếc nhìn tô vũ là hắn tuyệt đối là do cây này gây ra sao đối phương có thể làm được ra là này thật ngoa độc tô vũ không cảm thấy hành động của mình có gì khâu ổn hắn chỉ hơi tiếc nuối không giết được thiên tôn thì giết thiên vương cũng được nào ngừng ngụi đạo chỉ là phế vật tự bạo mà chỉ nổ chết được hai vị hợp đạo uổng phí thực lực thiên vương mà thiên tôn đa rất giận dữ mà nơi xa hoang thiên tôn lại khó chịu lên tiếng nhắc nhở ma thiên tôn hãy cẩn thận hợp đạo vạn tộc không phải là địch nhân đừng áp bức quá đáng chứ nhân tộc phải giết ra thì các chủng tộc khác đều có thể mượn sức lão cảm thấy chuyện này là do ma thiên tôn đã bức bách quá đáng nên mới khiến cốt dực phát điên ma thiên tôn khổ mà không nói nên lời ta bức bách sao cái dám máy ta chẳng làm gì cả rõ ràng là cốt dược hầu đột ngột tự bạo khi ta bắt lã còn phải chu liễm lực lượng không dám ra tay quá nặng kia kìa khốn kiếp ma thiên tông vô cùng bực bội ánh mắt lãnh lệ xem xét khắp nơi một phen có điều trước mắt lại không phát hiện ra điểm gì khác thường ông ta ngưng trọng nói vì sao đang yên đang lành lại tự bạo dù tàu hỏa nhập ma thì cũng tức mạng dù điên cuồng thế nào thì cũng hiểu tính mạng là quan trọng nhất một vị cường giả trầm niên vô số năm vừa ra ngoài liền tự bạo điều này không phù hợp tông ta nhìn về phía tam người kết đó không xa Tam Nguyệt liền nói. Đừng nhìn ta, ta sợ các ngươi hiểu lầm nên đâu có tới gần nhìn ta làm gì. Kỳ thật trong lòng lão hiện tại cũng đang rất nghi hoặc, thật cổ quái, liệu có liên quan đến Tô Vũ không? Lão không thể không suy đoán như vậy, bất quá lại không có chứng cứ. Bởi vì bọn họ là những người đầu tiên phát hiện ra cốt sực hầu, chẳng lẽ Tô Vũ đã phát hiện ra tên này trước rồi? Không hợp lý, và lại dù phát hiện ra thì Tô Vũ động tay động chân trong đại đạo của đối phương như thế nào? Tam Nguyệt nghĩ tới cường giả ngụy đạo mà Tô Vũ từng nói, có lẽ chuyện này thật sự do hắn gây ra thủ đoạn của tô vũ vẫn luôn khó phòng bị ai có thể dự đoán được cơ chứ tiểu tử này xuống tay cũng thật tàn nhẫn một vị cường giả thiên vương mới vừa sống lại chưa kịp để lại vài lời thì đã tự mình giết chết chính mình chương ba nghìn hai kỳ dung bộ xương khô nhìn tô vũ thanh âm khàn khàn chất vấn là ngươi làm đúng không gia hỏa này đào được mình ra thì chứng tỏ hắn nắm giữ thứ gì đó vô tự bạo kia có lẽ là do hắn đứng sau huống chỉ rõ ràng ban nãy tô vũ đã đoán trước được rằng cốt dực sẽ bạo nổ tô vũ thẳng thắn thừa nhận không sai bộ xương khô trần chờ nói ngươi và cốt dược hầu không quen thuộc đúng không không biết tình huống của gã mà đã khiến gã tự bạo như vậy nơi đối phương là minh hữu của nhân tộc tô vũ gạt ngang không phải ta biết minh hữu của nhân tộc là ai những kẻ không liên minh thì đều không phải minh hữu tô vũ liếc nhìn hắn ngươi cảm thấy không ổn à một chút bộ xương khô không phủ nhận ít nhất nên chờ đối phương biểu lộ thân phận đã tô vũ bật cười đã bại lộ thân phận rồi thì sao có thể cho gã tự bạo bất ngờ được nữa ý ta không phải vậy ngươi không cần nghĩ nữa tô vũ bình tĩnh nói ngươi chỉ cần biết là ta đào ngươi ra là ta cứu ngươi vậy là đủ rồi Nhờ ân tình thì bán mạng cho ta không thì ngươi cũng chẳng làm nên trò chống gì ngươi quá bá đạo ánh mắt bộ xương khô đã tỉnh táo hơn có vẻ đang dần dần khôi phục hình như ngươi chưa từng suy xét đến việc chưa chắc ta đã nguyện ý cống hiến cho ngươi tô vũ tươi tỉnh đáp không nghĩ tới bởi vì kẻ không nghe lời nương đã chết tô vũ mỉm cười nhìn hắn hiện tại không phải thời thượng cổ nội tinh thượng cổ đều bị bách chiến làm cạn sạch rồi bây giờ nhân tộc đang bắt tay vào xây dựng lại từ đầu tất cả những gì từ thượng cổ đều đã mất hết cho nên ngươi có thể coi như mình là nhân tộc đương nhiệm hay nên gọi là tân nhân tộc không còn quan hệ gì với dĩ vãng như như vậy thì sẽ thoải mái hơn bộ xương khô trầm mặc tô vũ tiếp tục quan sát chờ đợi vị thiên vương thứ hai tự bạo bên kia đám người nguyệt thiên tôn đa chậm rãi tới gần khu vực vị thiên vương thứ hai tô vũ tra xét một chút thì không khỏi nhíu mày nguyệt thiên tôn mang theo rất ít người nếu vị thiên vương kia tự bạo thì chưa chắc có thể tạo ra kết quả lớn đáng tiếc là không tự bạo trong trạng thái toàn thịnh nếu không thiên tôn không chết thì cũng trọng thương tô vũ lại tha thở đối phương không phải thiên vương ở trạng thái toàn thịnh bọn họ đã trầm miên quá lâu Tất đứt liên hệ với đại đạo cường giả như vậy chỉ mạnh hơn bộ xương khô một chút mà thôi tự bạo nổ chết được thiên vương đã là may mắn hắn đang chờ đợi lần nổ tung thứ hai bộ xương khô bỗng hỏi ngươi đang chờ nổ chết bọn họ đúng không không ta chỉ muốn suy yếu lực lượng của bọn họ tô vũ cười nói ngươi không hiểu hiện tại nếu bọn họ hội hợp lại thực lực bọn họ tăng thêm thì sẽ càng phiền toái bộ xương khô trầm giọng ngươi không nên nổ chết đám cường giả ngụy đạo bọn họ có thể cung cấp lực lượng cho nhân hoàn và nhân hoàng đạo ngươi khiến bọn họ tự bạo thì mất nhiều hơn được tô vũ hơi ngạc nhiên Hàn yên lặng ngẫm nghĩ về những bộ xương khô vừa nói bộ xương khô lại nhìn ra ngoài quan sát tình cảnh bên trong đạo nguyên một lúc đoạn mở lời hỏi hình như ngươi hiểu biết rất sâu về đại đạo ở đây thậm chí còn biết được vài bí mật ngươi là một trong những lãnh tụ của tân nhân tộc sao có lẽ vậy tô vũ mỉm cười ngươi có gì chỉ giáo ư mi đạo không phải dùng như vậy bộ xương khô đáp ngụy đạo có thể chóc ra chỉ cần chóc ra thì có thể cho người khác đổi đạo trực tiếp trở thành cường giả thiên vương mà ngươi nói năm xưa nơi đây có rất nhiều ngụy đạo nhưng đều chưa hoàn thiện cường giả vạn tộc tu luyện là đang hoàn thiện những ngụy đạo này khi ngụy đạo đủ cường đại thì có thể chóc ra rồi dung nhập vào chân đạo trong vạn giới ánh mắt bộ xương khô càng thêm thanh minh nói cách khác cường giả ngụy đạo có thể trở thành cường giả chân đạo ví dụ như ngươi tu hỏa đạo tại hạ giới nhưng đạo hạ giới khó tu ngươi có thể tu ngụy hỏa đạo tại đây trước sau đó đến hạ giới tìm biện pháp dung nhập ngụy đạo vào trong kỳ thật bản chất đại đạo là như nhau tô vũ mẩn người nhìn đối phương ánh mắt khẽ biến ý ngươi là kỳ thật đạo ngươi này là bản đơn giản hóa đạo ở hạ giới là bản cường hóa có thể tu bản đơn giản trước sau đó dung hợp đại đạo hạ giới là có thể tương dung lẫn nhau đúng vậy bộ sư khổ đáp cho nên cường giả ngụy đạo rất chân quý bọn họ đang giúp đỡ dưỡng đạo ngươi giết bọn họ chính là tự tổn thất năm xưa ta tu đạo nơi đây chính là vì muốn cường đại hơn rồi sẽ đến hạ giới dung hợp chân đạo đương nhiên ta cũng hy vọng có thể hỗ trợ nhân hoàng trở về tô vũ im lặng suy tư ngụy đạo có thể dung chân đạo đây là ngụy đạo của nhân hoàng đại đạo trong văn minh trí của mình kỳ thật cũng là ngụy đạo hắn có rất nhiều ngụy đạo đương nhiên chúng đều không cường đại ngụy đạo của hắn có thể đánh cắp lực lượng trong chân đạo nhân hoàng tự nhiên cũng có thể tô vũ đột nhiên nhìn về phía bộ xương khô nghiêm mặt hỏi ngươi rất am hiểu phương diện này đúng không bình thường thôi bộ xương khô nói ta từng nghiên cứu vài năm nhưng sau đó việc dùng ngụy đạo xảy ra vấn đề nên suýt nữa đã ngã xuống ta vẫn luôn trầm miên khôi phục đang tiếc việc chữa trị không tốt lắm tô vũ sờ sờ càng chủ động hỏi ngươi tên là gì kỳ dung tô vũ cười nói sau nghe như tên nữ nhân thế bộ xương khô dị dạ nhìn hắn a là nữ có tô vũ ngây người nhìn hắn hoặc nên nói là nhìn bà nhìn thân thể da bọc xương lưa thưa lông tóc nhìn cái đầu hệt như đầu lâu hồi lâu sau hắn bột miệng cảm khái a cảm thấy tử linh còn đẹp mắt hơn nữ ư tô vũ cạn lời nữ nhân mà biến thành bộ dáng này quả thật đáng thương trông còn xấu hơn cả tử linh ít nhất hắn còn phân biệt được giới tính tử linh con người đối diện thì hoàn toàn không thể phân biệt được, tuy rằng mặt Tinh Nguyệt đe xỉ, nhưng ít ra ngũ quan thuận mắt hơn Kỳ Dung nhiều. Hơi, không nên so sánh với nhau, càng so sánh lại càng thấy đáng sợ. Kỳ Dung hình như đây là tên thật chứ không phải phong hào, Cường giả thượng cổ thường thích giới thiệu phong hào, ai lại cố ý giới thiệu tên thật chứ? Tô Vũ cảm thấy cổ quái, ngươi nói tên thật thì ai biết ngươi là ai? Như Lam Sơn Hầu, tên thật của nàng là gì thì quỷ mới biết, bất quá Tô Vũ không định hồi nhiều, hắn chỉ nói hình như ngươi nghiên cứu rất sâu về đại đạo còn biết nơi đây có đại đạo của nhân hoàng trước kia ngươi là nghiên cứu viên à không hẳn không hẳn tô vũ nghi hoặc là sao kỳ dung giải thích sau thời thượng cổ thì ta chỉ phụ trách một chuyện nhưng đến giờ còn chưa thành công ngươi đừng hỏi hãy mang ta đến gặp thủ lĩnh tối cao của các ngươi rồi ta sẽ nói với đối phương hy vọng các ngươi có thể tiếp tục duy trì ta tô vũ nhớ mày thủ lĩnh tối cao ư là ta đây này có liên quan đến đại đạo đúng không Đúng vậy Tô Vũ đáp ứng. Được, rồi ta sẽ mang ngươi đi gặp. Ngươi vào đạo binh của ta tu dưỡng một chút đi, dù sao hiện tại đã xem xong rồi. Không cần thiết nhìn thêm nữa Kỳ Dung nhắc nhớ. Ta hy vọng ngươi không giết cường giả ngụy đạo, bọn họ đều rất hữu dụng, thậm chí có kẻ là do ta cố ý bồi dưỡng, chỉ là hiện tại có khả năng đều đã lạc đường Tô Vũ ngưng trọng nhìn bà. Kỳ Dung nghiêm túc gật đầu, ngươi không nghe làm đâu, có vài cường giả ngụy đạo vạn tộc là do ta cố ý bồi dưỡng ra, đương nhiên chính bọn họ cũng không biết kế hoạch này chỉ có ta và nhà cương tham dự đáng tiếc là nhà cương đã chết có khả năng không truyền lại chuyện đó cho nên các ngươi mới không biết kỳ dung tiếc nuối nói tiếc ta hy vọng ngươi hãy mang ta đến gặp thủ lĩnh tối cao sớm nhất có thể hiện giờ giết cường giả ngụy đạo thật sự không có tác dụng gì tô vũ liếc nhìn bà đột nhiên hắn hỏi nếu ngươi là nhân vật quan trọng thì sao lại trực tiếp bị chôn dưới đất như người chết ví dụ như hiện tại đảm người vạn thiên thánh mà muốn bế quan thì hiển nhiên tô vũ sẽ biết rõ bọn họ bế quan ở đâu Sớt quan khi nào mà vị này thì cứ như thể đã bị vứt bỏ có thể bởi vì nhạc cương chết quá đột ngột hắn biết cụ thể nơi ta bế quan thanh âm kỳ dung rất khó nghe giọng nói rất khàn bà thở dài một hơi cho nên khi ta nhìn thấy các ngươi thì tưởng là người nhạc cương phái tới đáng tiếc lại không phải tô vũ nhíu mày vài lần triều tịch trước tuy các nhân chủ chết trận nhưng truyền thừa vẫn không đứt đoạn một vài lão gia hỏa vẫn còn sống nhạc cương không nói với bọn họ sao vài lần triều tịch trước có xảy ra đại chiến không ít nhân chủ đã chết nhưng truyền thừa chưa từng đứt đoạn những nhân chủ này đều chỉ biết đánh nhau thực lực không tệ kỳ thật tô vũ cảm thấy bọn họ chỉ là con rối của mấy lão gia hỏa thượng cổ nhân chủ đã chết nhưng đám người dân sơn hầu lại sống đến bây giờ mới ngã xuống kỳ dung khó nhọc đáp là do chuyện ta phụ trách năm đó không được công khai tô vũ cười cười thần bí vậy cơ à vậy ngươi nghỉ ngươi đi xong việc ở đây ta sẽ mang ngươi đi gặp thủ lĩnh đương nhiệm dứt lời hắn trực tiếp nạp đối phương vào văn minh trí chờ cho gia hỏa thứ hai tự bạo xong đã rồi hằng nói Chương 3024, Lục rực Thần Tộc, bởi vì cốt dược hầu tự bạo nên đám thiên tôn cha xét cũng cảnh giác hơn, nếu phát hiện ra cường giả thì đều cẩn thận để tránh sự cố xảy ra. Lúc này, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lôi Bạo tiếp tục tra xét. Vạn Pháp Tháp vẫn đang càn quét trên cao. Một lúc sau, Vạn Pháp Tháp chợt có động tĩnh, Nguyệt Thiên Tôn cẩn thận dò xét từ xa, đoạn hô to. Lôi Bạo, hình như nơi đây có người trầm miên Lôi Bạo nhanh chóng đi tới. Lã cũng cách không tra xét ở đây có một chút lực lượng quy tắc mỏng manh đang dao động hình như là khí tức của thần tộc lã nhìn về phía người thiên tôn tộc các ngươi à người thiên tôn cũng nghi hoặc cường giả tộc ta trầm miên thì phần lớn sẽ chủ động tiết lộ nơi mình bế quan nếu bao nhiêu năm sau không thể xuất quan thì sẽ để hậu nhân đi lấy di vật là cường giả tộc ta sao nếu vậy thì có khả năng là người tương đối cổ xưa có lẽ là tồn tại trước triều tịch thứ ba bởi vì thời kỳ đó nhân tộc rất cường đại vạn tộc thể yếu nên thường trốn đông trốn tây sau triều tịch thứ ba Tực lực vạn tộc đã cường đại hơn hẳn nên mới không sợ nhân tộc nữa. Y cẩn thận cảm ứng một phen, cảm thấy có chút quen thuộc, đây là ai? Hình như đúng là cường giả thần tộc, y ra lệnh cho một vị hợp đạo lên vào mặt đất thâm nhập tra xét, một lát sau người đó đi lên báo cáo, đại nhân, phía dưới quả thật có người đang trầm miên, không biết khi nào mới có thể thức tỉnh lần này Nguyệt Thiên Tôn không mẫu mãng, y đưa một cô ý chí lực mỏng manh đi xuống, thâm nhập xuống đất rất sâu mới cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, vị giả kia ngồi bất động như pho tượng, mí mắt run run rồi bỗng nhiên mở ra bên tai vang lên thanh âm có chút quen thuộc ta là nguyệt thực hầu các hạ là nguyệt thực hầu cường giả phía dưới dần dần thanh tỉnh chậm rãi lên tiếng ta là lục dực nguyệt thực hầu kinh ngạc lục dực huynh tộc trưởng lục dực thần tộc đã biến mất rất nhiều năm vị này đang ở bên dưới ư so tư lịch thì lục dực còn lớn hơn y không ngờ là vẫn còn sống đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn kỳ thật nguyệt thực hầu biết hết những cường giả thần tộc đang ẩn giấu nhưng trong số đó không có thông tin về lục dực y cứ ngõ lục rực đã ngã xuống trước triều tịch thứ ba vì vậy nên đây đúng là niềm vui bất ngờ Đi nhanh chóng xé rách đại địa dưới mặt đất lộ ra một cái động sâu hóng phía dưới có một tòa thạch cốc nho nhỏ trong đó có một bóng người đang ngồi tĩnh tọa miệt thiên tôn thấy gã đối đáp trôi chảy bộ dáng không giống như mất khống chế nên mới an tâm đi xuống không mất khống chế là tốt rồi ban đầu cường giả kim ô tộc cũng không mất khống chế bế quan không có nghĩa là nhất định sẽ mất khống chế cốt dực hầu chỉ là ngoại lệ mà thôi Tôn Tại Cường đại trong thạch ốc chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngã thấy người thực hầu, cũng thấy lôi bạo đang thăm dò quan sát. Trong lòng vã hơi ngạc nhiên, tại sao thái cổ cự nhân tộc lại đi cùng thần tộc, ngã chậm rãi bay lên, hiếu kỳ hỏi: "Sao các ngươi tìm được ta? Bây giờ gã chưa vội liên kết đại đạo, dù sao cũng có người thực hầu của tộc gã ở đây." Ngã còn nhìn thấy bên trên có các vị cường giả thân tộc khác, hiển nhiên nơi này không có gì nguy hiểm. Mười Thiên Tôn xem xét khí tức và trạng thái của vã một phen sau đó cười nói chúng ta đang ở dọn dẹp đạo nguyên chi địa không ngờ lại tìm được lục dực huynh năm đó không phải đại đạo của lục dực huynh xảy ra sự cố cho nên người đã ngã xuống sao may mắn còn sống mà thôi lục dực thở dài lúc đó bất đắc dĩ phải bắt giữ đại đạo mới rồi bê quan dung hợp hòng tìm cơ hội bảo mệnh kết quả đại đạo này có phần trung đột với ta không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi dứt lời lã lại hỏi các ngươi đang dọn dẹp đạo nguyên tri địa à nhân tộc bị đánh bại rồi sao Đại khái vậy Nguyệt Thiên Tôn tươi cười, hình như Lục Dực không có vấn đề, đây là chuyện tốt, tuy rằng đại đạo của gã có vẻ đã bị hao tổn nặng nề, nhưng mà không sao, thực lực gã không yếu là được, Lục Dực bay đến bên cạnh y mà vẫn còn rất tỉnh táo, lúc này Nguyệt Thiên Tôn đã không còn lo lắng nữa. Phía sau, đám cường giả vốn đang cảnh giác tranh né cũng đều bay tới, các vị thần tộc bay cực nhanh, một người trong đó vui mừng hô lên, Lục Dực huynh, còn nhớ ta không? Lục Dực nhìn về phía bên kia, lá tươi cười đáp, "Xương Thần Hầu" trạng thái ngươi không tôi tốt hơn ta không ít vã lướt mắt nhìn một lượt hình như thần tộc ta có không ít cường giả bên cạnh lôi bạo liếc mắt bĩu môi hắn hơi ven tị không ngờ thần tộc lại phát hiện ra một vị trần vương hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói chúc mừng nguyệt đạo huynh người thiên tôn khó nén vui sướng cùng vui cùng vui có lẽ rồi cũng sẽ phát hiện ra tộc nhân cự nhân tộc đang bế quan thôi mười vạn năm qua không biết trong đây rốt cuộc có bao nhiêu người bế quan trầm nghiên lục rực nhìn thoáng qua lôi bạo lã chỉ cười chứ không nói gì giờ phút này vã còn rất suy yếu. Hàn Huyên cùng các vị cường giả thần tộc một lát, mọi người nhanh chóng nói sơ qua về thế cục hiện tại cho vã biết. Lục Dực gật đầu, trên mặt vã lộ ra ý cười, nói như vậy thì hiện tại thần tộc xem như trở thành một trong những bá chủ của vạn giới, khó trách lần này bọn họ dám đến dọn dẹp đạo nguyên chi điện. Mười Thiên Tôn thấy khí tức gã dao động thì đề nghị, Lục Dực huynh tạm thời nghỉ ngơi một lát, khôi phục chút nguyên khí đi. Hiện tại liên kết lực lượng đại đạo dễ khiến thân thể bị hao tổn, ta cảm thấy thân thể ngươi đã có dấu hiệu dầu hết đèn tắt lúc trước những người khác vội vã liên kết đại đạo là để tự bảo vệ mình nhưng lục rực thì khôn cần xung quanh toàn là cường giả thân tộc nếu gã tùy tiện liên kết đại đạo chỉ tổ khiến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng trong khi thân thể vã vốn đã tiêu hao rất lớn bởi vì trầm nguyên quá lâu lục dực nghe thế bèn cười nói vậy làm phiền người thực huynh có thể khôi phục nguyên khí thì không còn gì tốt hơn lã bế quan đã nhiều năm tài nguyên cạn kiệt bây giờ không còn bảo vật nào để khôi phục thân thể người thiên tôn tự nhiên cũng minh bạch y đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật cười bảo lục dực huynh cứ việc dùng không ngủ thì nói với ta hiện giờ thần tộc hôn như lúc trước tộc ta có đủ bảo vật để tiêu xài khôn cần vì tài nguyên mà phải sứt đầu mày chán tranh đoạt với nhân tộc như năm nó lục dực không khỏi thổn thức xưa đâu bằng nay ta thấy thực lực người thực huynh cũng tiến bộ rất nhiều vã lại nhìn bốn phía hình như không chỉ có tộc ta và cự nhân tộc tại đây đúng vậy lần này còn có cường giả mấy tộc khác liên hợp cùng nhau càn quét nguyệt thiên tôn thấp giọng thì chẳng ban nãy ma thiên còn chịu thiệt không ít hắn quét ra cốt dược hầu. Kết quả cốt dược hầu tàu hỏa nhập ma rồi tự bạo, thật đáng tiếc, vì cốt dược hầu mà ma tộc có hai vị hợp đạo đã chết, may mà ta gặp được lục dực huynh, nếu bị bọn họ bắt vạp thì không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó lục dực cũng cười, đúng là may mắn. Nếu là những người khác thì dù không giết gã, nhưng gã cũng sẽ lập tức liên kết đại đạo để tự vệ. Như vậy thân thể bế quan nhiều năm sẽ bị tổn thương nặng nề, nói không chừng tới lúc đó cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Bế quan tàu hỏa nhập ma ư, lục dực cảm thán đúng là rất hiếm thấy cốt dực hầu thật vô dụng tuy rằng đại đạo có khả năng dung chuyển như tàu hỏa nhập ma là chuyện rất hiếm khi xảy ra chỉ có thể nói rằng có lẽ cốt dực hầu rốt đặc cán mai về phương diện đại đạo có khi y đã cưỡng ép dung hợp nên mới là phải phản phệ lục dực bắt đầu hấp thu tiêu hóa đám bảo vật để cường hóa thân thể thân thể hủ bại dần dần khôi phục trở nên đầy đặn hơn khí tức cũng chậm rãi từng bước trở nên cường đại chương ba nghìn chém chết đường trưởng bên ngoài tô vũ khó hiểu nhíu mày chuyện gì vậy đám người nguyệt thiên tôn đã phát hiện ra tên kia nhưng vì sao gã không tự bạo cũng không nổi điên chẳng lẽ là vì đối phương chưa liên kết đại đạo là do gặp được cường giả đồng tộc nên đối phương cảm thấy không nguy hiểm tạm thời lựa chọn không liên kết đại đạo sao tô vũ cạn lời có thể làm vậy nữa hả nếu đối phương không liên kết đại đạo thì xem như thủ đoạn của hắn vô dụng hồ ta không tin ngươi không bao giờ liên kết tô vũ thẩm mắng ta mất công đợi chỉ để nhìn bộ dáng ngươi nổ tung kết quả ngươi lại làm trái đường đúng là đáng vét đám người ma thiên tôn cũng cảm ứng được tình huống bên kia ma thiên tôn có chút ghen tức khó chịu nói vậy mà lại là lục dực có vẻ thần tộc sẽ có thêm một viên mãnh tướng bên mình vừa mới chết hai vị hợp đạo bên người thiên tôn thì phát hiện ra lục dực hầu sự đối lập này khiến người ta thật khó mà vui về nổi tam nguyện liếc mắt nhìn nơi xa trong lòng cảm thấy cổ quái khí tức lục dực có phần phù phiếm hình như gã tu luyện ngụy đạo cốt dực hầu tu luyện ngụy đạo vừa xảy ra chuyện vậy mà lục dực lại không sao chẳng lẽ cốt dực hầu thật sự tẩu hỏa nhập ma chứ không phải do tô vũ động tay chân bằng không thì không có đạo lý lục dực không sao cả trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lão lại tươi cười chuyện tốt mà hiện tại chúng ta càng mạnh thì càng có tự tin đối phó với hỗn động chỉ mạch thôi có lẽ vậy ma thiên tôn cười cười không nói tiếp có thêm một vị thiên vương làm may mắn biết đâu sắp tới mình cũng phát hiện ra cường giả ma tộc thì sao mọi người vừa nói chuyện vừa tiếp tục tìm kiếm lục dực vẫn đang chăm chú cường hóa thân thể khí huyết và nguyên khí cạn kiệt đều được nhanh chóng khôi phục lã tươi cười cảm thấy cũng không tệ lắm tuy rằng nhiều năm trôi qua khiến nội tình tiêu hao cực lớn nhưng ít nhất cảnh giới đã được củng cố chỉ cần gã liên kết đại đạo và thích ứng một thời gian là có thể mau chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trong khi kim hỏa hầu kim ô tộc cường nạnh liên kết đại đạo dẫn tới hậu quả thân thể bị tổn thương làng vậy chỉ sợ sẽ mất không ít thời gian để phục hồi mười thiên tôn chờ đợi một hỏi thấy vã khôi phục không tệ thì hết sức vui vẻ chỉ cần thích ứng một thời gian là lục dực huynh sẽ có hy vọng tiến thêm một bước khó lục dực lắc đầu dù sao cũng không tu luyện bổn đạo đạo này có chút phù phiếm người thực huynh cường đại là được rồi ta sẽ về thần tộc gặp các lão hữu đến lúc đó có gì phân phó thì cứ việc nói ra người thực huynh cứ bận việc đi ta tự thích ứng thêm một lát đã nếu gặp được các vị lão hữu thì chúng ta sẽ cùng tâm sự một chút người thiên tôn tươi cười gật đầu tiếp tục dẫn người đi càn quét những người khác cũng lần lượt đi làm nhiệm vụ xương thần hầu chào hỏi vã lúc trước đang khống chế vạn pháp tháp y móc móc tay bảo lục huynh tới đây xem không đây là tân đạo binh vạn pháp tháp đạo huynh nhìn xem uy năng mạnh mẽ của nó này lục rực hứng thú bay đến gần giờ phút này lã bắt đầu thử liên kết đại đạo thân thể đã cường đại hơn nhiều bây giờ mà liên kết đại đạo thì lã sẽ có chiến lược thiên vương đại đạo kết nối từng chút một khi tức của gã cũng càng lúc càng hương thịnh xương thần hầu cảm nhận được thì cảm khái nếu đạo huynh khôi phục hoàn toàn thì thực lực còn mạnh hơn ta một bậc khó trách nguyệt thiên tôn nói đạo huynh có hy vọng tiến thêm một bước có lẽ thần tộc ta sẽ có thêm một vị thiên tôn nói đùa mà thôi lục rực mỉm cười ai cũng thích nghe lời hay. Nhưng gã tự biết mình, biết điều đó rất khó. Lúc bấy giờ, gã có phần không thích ứng, lực lượng đại đạo dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, thân thể càng ngày càng cường đại hơn. Theo đó, trong đồng mơ hồ có một ý niệm xuất hiện giết xương thần hầu, ý nghĩ như vậy khiến Lục Dư kinh hãi, đồ gì vậy? Quan hệ giữa đối phương và mình không tệ lắm, vì sao mình lại muốn giết y? Trong lòng gã cả kinh, đau tiếc ý niệm trong đầu lại càng thêm điên cuồng, nhất thời không chế hết thảy suy nghĩ của gã, giết hắn giết tất cả sinh linh. Dường như có người đang không ngừng nói với gã rằng, nên giết chết đám người chung quanh, bởi vì bọn họ đều đáng chết, gã khôi phục xong thì còn mạnh hơn cốt sực hầu, thế nên không mất khống chế nhanh như tên kia. Có điều lực lượng đại đạo hút vào càng nhiều thì tâm niệm giết chóc lại càng nặng. Lúc này, khoảng cách giữa gã và xương thần hầu đã cực kỳ gần. Xương thần hầu cảm nhận được khí tức cường hãn của gã thì không khỏi cảm khái. Nếu năm đó lục dực huynh không bị thương thì hiện giờ tộc ta chắc chắn sẽ có thêm một vị thiên tôn bên cạnh. Các vị hợp đạo thần tộc tươi cười phụ họa không sai tộc ta sẽ sớm có thêm một vị cường giả lợi hại ý niệm giết chóc trong đầu lục dực đã ngập tràn gã cố gắng đè xuống miễn cưỡng đáp quá khen không hiểu sao trong lòng gã tự động hiện ra nụ cười đáng giận của xương thần hầu đúng thế, không phải y đang khanh lã mà là y đang trào phúng gã chê cười vì gã bị thương nam xưa nguyện thực hầu vốn còn chẳng mạnh bằng gã vậy mà bây giờ đối phương đã trở thành thiên tôn trong khi gã còn đang chật vật khôi phục trạng thái thiên vương toàn thịnh giết ra hỏa đáng giận đó giết sạch bọn họ, bọn họ đều đang chào phúng ta, đều muốn giết ta. Đúng vậy, bọn họ muốn giết ta, lục dực huynh, sư thần hầu lộ vẻ nghi hoặc, làm sao vậy? Sắc mặt lục dực có chút khó coi, chẳng lẽ bế quan quá lâu nên chưa thể khôi phục hoàn toàn sao? Khóc không, không có gì lục dực nhìn mặt y, nhìn khuôn mặt đáng giận kia đang lộ về quan tâm giả dối. Phía trước, người thiên tôn quay đầu lại cười nói. Lục dực, nếu ngươi không khỏe thì nghỉ ngơi đi, ta sẽ phái người hộ tống ngươi đến vạn tộc xương người thực hầu chết tiệt y nói phái người hộ tống ta đi là có ý gì là để bảo vệ hay là muốn âm trầm giết ta bởi vì ta có khả năng uy hiếp đến vị trí của y sao trong đầu mang dục vọng giết chóc và ý niệm như vậy lã bước từng bước tới gần xương thần hầu trong ánh mắt quan tâm của đối phương sau cái cánh đột nhiên xuất hiện sau lưng gã khôi sau cái cánh hệt như lưỡi dao sắp bén rẹt qua hư không chợt lóe lên rồi biến mất phụt một cái đầu lộ về mờ mịt bay lên đầu xương thần hầu vang ra ra ánh mắt khó hiểu đó như đang muốn nói. Vì sao lục dực lại muốn giết ta? Lã điên rồi à, phụt một tiếng, tốc độ lục dực cực kỳ nhanh, cái đầu bị những chiếc cánh sắc bén của gã dẹt qua cắt thành vô số khối nhỏ, Điểm ý chí cũng bị cắt nát vụn. Các vị cường giả thần tộc chung quanh còn chưa kịp phản ứng thì lại có một cái đầu khác vang ra, trong tình huống bọn họ không hề phòng bị. Một vị thiên vương đứng sát người đột nhiên bùng mổ khiến những người này đều ngây ngốc, đám hầu thượng cổ gần như đều dùng dung binh pháp, đinh khí chưa xuất hiện thì thực lực không đạt tới đỉnh phong hơn nữa bọn họ còn không có lòng phòng bị giờ phút này lại có thêm hiếm người nữa bay đầu biển ý chí cũng bị cắt nát trong nháy mắt tính cả xương thần hầu thì đã có bốn vị cường giả đỉnh cấp bị chém giết đương trừ. trường chương 3026 nghìn hai mươi ngươi truy ta đuổi dây trước còn an ổn dây sau tính cả xương thần hầu thì đã có bốn vị cường giả đỉnh cấp bị lục dực đột ngột chém giết đương trường người thiên tôn sửng sốt bừng bừng lửa giận quát lớn lục dực ngươi đang làm cái gì hai mắt lục dực đỏ như máu tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng lã phá không lao lên lã biết mình không địch lại nguyễn thiên tôn nên không định ngu ngốc đi giết đối phương dù lúc này gã đã phát điên thì ít nhất vẫn còn giữ lại một tia lý trí phải trốn sau này ta sẽ tìm cơ hội giết bọn họ sau vòng hương không bị cánh gã cắt mở ra ngay sau đó lục rực dịch truy yển mấy trăm dặm chạy trốn khỏi nơi đây phía sau lập tức có bốn chùm pháo hoa nổ tung nguyệt thiên tôn phẫn nộ muốn chết ti điên của sẽ rất hư không đuổi theo huống kiếp y cấp tốc lao đi vừa chạy vừa quát lôi bạo lôi bạo cũng vô cùng kinh ngạc bất quá gã vẫn rất tỉnh táo vội tránh né phiền phức đây là việc trong tộc ngươi hãy tự giải quyết đi ta sẽ tiếp tục càng quét đạo nguyên trì điện để tránh có kẻ nhân cơ hội lợi dụng sơ hở trở về khi ta rời đi vậy thì mất nhiều hơn được chết tiệt người thiên tôn giận dữ nhưng lúc này y không thể quản quá nhiều cơn giận bốc lên làm y nóng cả đầu mẹ nó đi đối đãi với lục dực không tệ vừa cho bảo vật khôi phục thân thể vừa muốn phái người đưa gã đến vạn tộc sơn kết quả lục rực lại giết đám người sư thần hầu ngay trước mí mắt y đáng chết y nhanh chóng lao thi truy kích đám người ma thiên tôn liếc nhìn nhau bọn họ đều lộ vẻ nghi hoặc ma thiên tôn khẽ nhíu mày ban nãy cốt rực hầu phát điên hiện tại lục rực cũng điên rồi hai chuyện này có liên hệ gì không ông ta nhíu mày suy xét một chút liền nói tam nguyệt ngươi tiếp tục phụ trách việc ở đây đi những người khác hiệp trợ tam nguyệt đạo huynh ta sẽ đi xem sao ông ta không mang mọi người đi cùng để tránh cho tam nguyệt có cơ hội rửa trò nhưng tốc độ lục dực quá nhanh ông ta lo rằng nguyệt thiên tôn không thể đuổi kịp tuy rằng ông ta thích xem thần tộc gặp chuyện nhưng hiện tại tình trạng của lục dực không thích hợp có lẽ trong đó có điểm gì bất thường đám cường giả bế quan ấy vì sao đều đột ngột mất khống chế nơi xa tô vũ hít sâu một hơi hay lắm gia hỏa thần tộc này vẫn giữ được một ít lý trí hơn nữa có cảm giác khí tức của gã rất cường đại hình như gã đã khôi phục thực lực rồi mới giết người mấu chút là sau khi giết người xong gã còn biết chạy trốn hắn cũng thấy hai đạo quang mang chợt lóe rồi biến mất tốc độ đều cực nhanh một người là lục rực, một người là người thiên tôn đang truy đuổi ánh mắt tô vũ nghiền lưỡng ta đi tìm tam nguyệt để hợp tác xử lý những cây lưu lại được không nhỉ mà thôi quanh đó vẫn còn các thiên tôn khác tô vũ liếm môi phán đoán phương hướng bọn họ truy đuổi miệt thiên tôn lửa giận ngập trời y muốn giết phản đỏ thần tộc kia ư có cơ hội giết chết một vị cường giả cấp bậc thiên tôn không đây hoặc là vô số ý niệm xuất hiện nhưng không cản trở tô vũ đưa ra lựa chọn tô vũ xé rách thời không trường hà nhưng lúc không ai chú ý hắn nhanh chóng bay về phía đại đạo của lục dực rất nhanh tô vũ đã tìm được nhánh sông đại đạo của gã bay về phía tây bắc đó là đường sống duy nhất tô vũ đánh ra từng đạo lực lượng quy tắc dung nhập vào nhánh sông quấy nhiễu quyết định của lục dực khiến gã phải đổi hướng chạy về phía tây bắc phía tây là hỗn độn sơn hướng tây bắc gần phượng tộc tô vũ cứ thế đánh xuống từng đạo lực lượng quy tắc hắn không cần biết lục dực có chịu ảnh hay không nhưng quá nữa là có hiện tại gia hỏa này dung nhập rất nhiều lực lượng đại đạo lã đã điên cuồng có lẽ lã sẽ nghĩ đây là gợi ý của đại đạo tô vũ ra khỏi thời không trường hà vội vàng chạy tới địa điểm hắn chọn trước dọc đường hắn không ngừng đưa tin cho lam thiên đến địa bàn phượng tộc ở hướng tây bắt chờ mệnh lệnh ta tô vũ phát hiện nếu nguyệt thiên tôn cứ tiếp tục bùi giết như vậy thì có lẽ hắn sẽ có cơ hội giết chết y hắn mặc kệ tình hình đạo nguyên chi địa vạn tộc thiếu đi một vị thiên tôn thì có lẽ việc ca quét sẽ không thuận lợi nữa giờ phút này các cường giả trên vạn tộc sơn không khỏi nhíu mày chỉ một lát mà phía đông bỗng nhiên có bảy trùng pháo hoa bay lên trong đó cốt dực hầu và xương thần hầu đều là cường giả đỉnh cấp xem như cấp bậc thiên vương sao lại như vậy không phải mới vừa bắt đầu càn quét sao sao lại có nhiều người chết như thế ba vị thiên tôn đang phong tỏa biên cảnh đều lộ vẻ nghi hoặc tâm trạng bất an chẳng lẽ những người kia gặp cường địch ư trong hỗn độn sơn phía sau hỗn độn rừng rộng đám người nguyệt hạo lên núi quan vọng hết thảy đều lộ ra dị xác nguyệt hạo khẽ cười chẳng lẽ lúc dọn dẹp đạo nguyên tri địa đã tìm ra cường giả nhân tộc đỉnh cấp cho nên đôi bên đang đại chiến với nhau đó là chuyện tốt có vẻ vạn tộc lại tổn binh hao tướng rồi gã tươi cười gần đây vạn tộc liên tục gặp tổn thất lớn đây đúng là chuyện tốt còn vấn đề là tên nhân tộc nào bị tìm ra thì không liên quan đến bọn họ giống hay chết cũng không quan trọng bởi bọn họ không tổn thất cái gì bọn họ cứ ngồi yên xem cho hay là được rồi lúc này tô vũ đang nhanh chóng đuổi theo lục dược nhưng vẫn cẩn thận không dám bám sát hắn đã cảm nhận được khí tức của ma thiên tôn hai vị thiên tôn ma thiên tôn cũng đi cho tô vũ nhớ mày vậy thì có chút phiền phức rồi phải làm cách nào để đưa bọn họ đến hỗn độn sơn kết quả tốt nhất chính là để cho bọn họ chém giết với đám người chi mạch mục phương đáng tiếc lúc này tô vũ còn chưa tìm được vị trí bọn chúng ẩn thân có lẽ hắn nên dùng tới một ít không gian thông đạo của không gian cổ tộc tốc độ của đám người kia rất nhanh còn nhanh hơn tô vũ một chút lục dực am hiểu tốc độ bay nên hoàn toàn không phân cao thấp với các vị thiên tôn nhưng tô vũ chậm hơn thì dần dần bị kéo giãn khoảng cách tô vũ không hoảng hốt thông đạo của không gian cổ tộc có ở khắp nơi ta muốn đi đâu thì có thể đến đó bất cứ lúc nào hiện tại lục dực đang chạy theo phía tây bắc đi một bước xem một bước đi tô vũ chậm rãi đi theo hắn sẽ xem tình huống rồi mới quyết định nếu thực sự có cơ hội giết một vị thiên tôn thì hắn đương nhiên sẽ ra tay không cần biết có thể vu oan cho hỗn độ nhất tộc hay không một kẻ chết đi thì sẽ giảm bớt một mối uy hiếp có lục dực điên cuồng ở đây hắn có thể bớt đi rất nhiều phiền toái giờ này khác này một hỏi truy đuổi đang diễn ra ở thượng giới lục dực điên cuồng vẫn giữ một tia lý trí chạy thoát khỏi đạo nguyên tri địa khiến tô vũ nhìn thấy cơ hội ba đạo quang mang xuyên qua hư không lục dực bay đầu tốc bộ cực nhanh sau cánh vứt một cái liền xuyên qua hơn ngàn dặm phía sau nguyệt thiên tôn phẫn nộ quát lục dực vì sao đi không hiểu lục dực trầm miên nhiều năm không có khả năng kết thù với thần tộc vì sao gã lại vô duyên vô cớ giết người cùng nhà mi đạo ư trong lòng y mơ hồ này sinh suy đoán rằng rất có thể chuyện này có quan hệ với ngụy đạo có lẽ đạo của lục dực xảy ra vấn đề gần đây ngụy đạo liên kết liên tục xuất hiện vấn đề khiến ngụy thiên tôn cảm thấy cực kỳ bất an cho nên y quyết định đuổi tha lục dực cũng là để làm rõ chân tướng bởi vì không chỉ có mình lục dực nắm giữ ngụy đạo trong toàn bộ cường giả vạn tộc có đến một ba số người tu ngụy đạo lục dực đã xảy ra chuyện gì quốc dực hầu tự bạo lục dực còn sống có lẽ bắt được lục dực thì sẽ biết được đáp án. Chương 3027, vấn đề nghiêm trọng, Nguyệt Thiên Tôn vừa đuổi theo vừa quá. "Lục Dực, dừng lại, ta không giết ngươi y. Ta biết ngươi có nỗi khổ riêng. Có khả năng đạo ngươi tu xảy ra vấn đề, chỉ cần ngươi phối hợp thì chúng ta sẽ cứu ngươi y không nhịn được muốn mắng người." Lục Dực quá nhanh, lã vốn là chuẩn vương cảnh cùng một cảnh giới với y, hơn nữa Lục Dực am hiểu tốc độ khiến y theo muốn hụt hơi mà vẫn không kịp. Phía trước, Lục Dực hai mắt đỏ sậm cười âm lãnh, không ngờ gã vẫn giữ được lý trí để nói chuyện lã nói không giết ta ư ừ. ngươi mà sướng sao miệt thực năm xưa ngươi chỉ là một con chó trước mặt ta huynh trưởng nhật miệng của ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta ta trả giá cho thần tộc nhiều như vậy mà ngươi dám nói ngươi sẽ không giết ta ngươi là cái thá gì miệt thiên tôn hết sức bực bội Rốt cuộc gia hỏa này làm sao vậy phía sau ma thiên tôn nhanh chóng đuổi tới thanh âm truyền đến miệt thiên tôn cứ bắt gã lại nã có khả năng đại đạo của gã thậm chí là hết thầy đại đạo trong đạo nguyên chi địa đều có vấn đề vấn đề rất nghiêm trọng viện này mà không giải quyết được thì toàn bộ vạn tộc sẽ có vô số cường giả lo lắng hãi hùng mấu chốt là còn không thể truyền ra bởi vì chắc chắn nó sẽ gây ra dung chuyển lòng người đám người ma thiên tôn còn lo lắng một chuyện nếu các cường giả ngụy đạo bỗng nhiên đồng loạt phản bội ở thời khắc mấu chốt thì làm sao bây giờ đây là chuyện còn nghiêm trọng hơn cả việc có mấy hợp đạo bị giết tin tức bại lộ khẳng định sẽ khiến nhân tâm hoảng sợ dù thế nào thì cũng phải bắt lấy lục dực mới được thậm chí bọn họ còn đang tự hỏi liệu ngụy đạo có bị khống chế hay không. Nếu có thể khống chế, tộc nào cũng có cường giả ngụy đạo, một khi khống chế tất cả thì sẽ là một chuyện hết sức đáng sợ. Ma Thiên Tôn nghĩ vậy lại càng ra tốc đuổi theo. Tông ta vốn bị thương khi cốt rực hầu tự bạo trước đó, nhưng bây giờ ông ta bất chấp tất cả. Nếu không bắt được lục rực để tìm ra chân tướng thì ông ta không thể nào an tâm nổi. Phía sau, Tô Vũ cảm khái, bọn họ nhanh thật. Mấy tên này đều nhanh hơn mình gia hỏa lục rực thần tộc kia cũng rất nhanh nếu đơn độc đối đầu thì quả là khó đối phó võ đạo trong thiên hạ chỉ có tốc độ là khó phá tốc độ này mà đánh nhau thì bảo đảm sẽ chiếm được ưu thế có vẻ không có biện pháp đối phó với hai tên thiên tôn rồi một người thì có thể cho lục rực tự bạo đánh trọng thương sau đó hắn cùng lam thiên liên thủ xử lý nhưng hai người thì thôi bỏ đi lục rực bị hai tên đó đuổi theo có tự bạo cũng vô dụng tuy cảm thấy không có cơ hội giết người nhưng tô vũ vẫn một đường bám đuổi phía trước có một đội ngũ đang di chuyển do một vị hợp đạo nhỏ yếu dẫn đâu kẻ đó cảm ứng được khí tức truyền đến thì kinh hãi định dẫn người rút lui nào ngờ ánh mắt lục rực điên cuồng lá chật lóe lên rồi biến mất một cái đầu rớt xuống cư giả hợp đạo kia đã bị gã dùng cánh chặt đứt đầu lục rực miệt thiên tôn gầm lên ngay sau đó y nóng rực quát lục rực đã làm phản tất cả cẩn thận ti không thể không nói ra nếu không lục rực cứ tiếp tục giết như vậy thì kiểu gì thần tộc cũng sẽ phải gánh tội thay gã ba vị cường giả chật lóe lên rồi biến mất hơn vạn cường giả khác tại khu vực lân cận đều run sợ hợp đạo bị chặt đứt đầu kinh hồn táng đảm sống lại hợp đạo bằng tam thân pháp tuy thực lực sẽ yếu hơn một chút nhưng lại có ba mạng bị giết một lần thì kê đó vẫn có thể hồi sinh hắn bị dạ sợ rồi ban nãy tốc độ lục rực quá nhanh hắn chưa kịp trốn cũng không thể trốn tuy rằng chết một thân khiến thực lực trượt xuống một mảng lớn nhưng dù sao vẫn giữ được tính mạng hắn còn đang nghĩ ngợi thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm sắc mặt hắn kịch biến ngay sau đó một đại ấn trực tiếp nên lên đầu hắn thân thứ hai bị đập nát văn minh trí che trời hơn vạn cường giả lập tức bị văn minh trí cắn nuốt hiện giờ văn minh trí đã cực kỳ cường đại trong đó còn có một vị hợp đạo ma tộc tam đảng tọa chấn đám người kia đương nhiên không thể tránh thoát hơn vạn sinh linh vừa vào trong văn minh trí những kẻ dưới vĩnh hằng lập tức chết hết hóa thành tinh huyết bị văn minh trí cắn nuốt thân cuối cùng của hợp đạo kia mới vừa sống tại liền bị tô vũ điểm bút chúng thân thể lập tức bị hủy tan thân mất hai thân thì thực lực chỉ tương đương vĩnh hằng đỉnh cấp là phải cường giả thiên vương như tô vũ thì sao có thể địch nổi thân thể bị hủy diệt rồi bị văn minh trí cắn nuốt chỉ còn lại biển ý chí bị tô vũ trấn áp trong văn minh trí tùy tay phất ra hủy diệt tất cả dấu vết tô vũ mỉm cười nhém mắt biến mất không tôi bọn họ đánh nhau phía trước ta ở phía sau nhặt chút lợi lộc thuận tiện cho các ngươi vánh tội thay ta về phần vạn tộc có tin hay không trong chuyện này có bao nhiêu lỗ hổng thì tô vũ không quan tâm mấy người người thiên tôn cứ lấy ra được chứng cứ chứng minh bọn họ vô tội đi rồi tính cuộc truy đuổi vẫn đang tiếp tục tô vũ bị bỏ lại càng ngày càng xa hình như hai phe bắt đầu giao thủ tô vũ đã cảm nhận được một ít dao động dưới chân tô vũ bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh Kẻ đó hóa thành vòng trúc bay tới trên tay tô vũ phát ra thanh âm ta cảm nhận được khí tức bọn họ cách phượng tộc không xa lam thiên nhi hoặc là tên thần tộc đầu tiên chúng ta phát hiện ra à đúng vậy tô vũ gật đầu lam thiên ngoài ý muốn quả là có bản lĩnh ta tưởng rằng vã sẽ tự bạo không ngờ gã lại chạy trốn sao thế ngươi không thể ảnh hưởng đến lạ ư ý chí lực cường đại chỉ có thể quấy nhiễu phán đoán bình thường của gã, ngã vẫn còn một chút lý trí muốn giết thiên tôn không? Lam thiên tự hỏi rồi lại tự đáp. Quá khó, ta cảm nhận được hai vị cường giả thiên tôn, trừ khi triệu hồi toàn bộ đám người thiên thanh tới, nếu không thì rất khó thành công chuyện này gần như là không thể nào, không vội, cứ xem đi cứ chờ xem, nếu có cơ hội thích hợp thì sẽ ra tay. Manh, gần một ngọn núi cao, người thiên tôn bùng mổ tinh huyết, cuối cùng cũng chặn lại được lục dực, ánh mắt lục rực điên cuồng mang theo một chút khí tức đồ như máu sau cánh kích động cắt hư không lã liều chết tấn công người thiên tôn người thiên tôn thực lực cường đại đánh ra một trưởng hương không bắn ra ánh lửa đó là cánh của lục rực phía sau mà thiên tôn nhanh chóng đuổi tới ông ta vừa đến đã lập tức lao vào đấu với lục rực lục rực tim mạnh nhưng đương nhiên không thể ngăn cản hai đại thiên tôn liên thủ ra tay với mình thấy lục rực có dấu hiệu tự bạo hai người đồng thời thu tay lại người thiên tôn vội thuyết phục lục rực đừng làm chuyện ngu ngốc ta tới cứu ngươi chứ không phải muốn giết ngươi ma thiên tôn cũng phụ họa vài câu mục đích của bọn họ là muốn giam giữ lục dực để nghiên cứu xem rốt cuộc vì sao lục dực lại biến thành như thế này ý chí điên cuồng tới nỗi không muốn sống từ đâu mà có ánh mắt lục dực biến ảo một chút lã nhìn nguyệt thiên tôn có chút cảm giác thân cận nhưng rất nhanh sắc thái phẫn nộ lại tràn ngập trong đầu hấp thu càng nhiều lực lượng quy tắc thì gã lại càng dễ phát hỏa dễ lục dực thoát khỏi khống chế của nguyệt thiên tôn liều chết xông lên tấn công y có điều Nguyệt Thiên Tôn còn chưa kịp ra tay thì gã đã quay đầu bỏ chạy, trong chớp mắt lại biến mất lần nữa. Nguyệt Thiên Tôn vội truyền âm, "Ma Thiên Tôn, đây là chuyện nội bộ của thần tộc, ngươi đừng nhúng tay." Ta sẽ tự giải quyết như vậy sao được sao Ma Thiên Tôn có thể đáp ứng. Lục Dực không đơn giản chỉ là một cường giả Trần Vương phản loạn, có lẽ trên người gã còn đang cất giấu bí mật đại đạo của đạo nguyên chi địa. Hai người liếc nhìn nhau, Nguyệt Thiên Tôn thầm mắng trong lòng, khốn kiếp, cả hai không chỉ hoãn nữa. Tiếp tục đuổi theo. Chương 3 028 Ra mặt đàm phán Người thiên tôn mới vừa đi một hỏi Tô Vũ đã đuổi tới Hàn khẽ nhíu mày Bọn họ đã cản được lục rực Thế mà lục rực không bị giết cũng không tự bạo ư Hai tên thiên tôn này bị bất lực à Giết thiên vương khó vậy sao Một chọn một có lẽ là khó Nhưng hai đối một thì còn khó khăn gì chứ Lam Thiên cũng nghi hoặc Phân thân mở miệng nói hình như bọn họ không muốn giết ra hỏa này Tô Vũ cẩn thận tự ngẫm một thoáng Đồng thời tiếp tục bùi theo vừa bay hắn vừa truyền âm cho lam thiên nếu bọn họ đuổi kịp mà vẫn không giết lục dực thì chứng tô bọn họ chỉ muốn bắt sống lã chẳng lẽ bọn họ muốn biết lục dực có bị người khống chế hay không sao hay là muốn biết có thể khống chế cường giả ngụy đạo hay không tô vũ suy đoán tuy rằng chưa chắc đã đúng hoàn toàn như hắn cảm thấy 90% là vậy có lẽ đó chính là nguyên do có vẻ hai vị cường giả ngụy đạo liên tiếp phản loạn khiến hai vị thiên tôn cho rằng có người đứng sau khống chế bọn họ thật thú vị trong đầu tô vũ trợt này sinh một ý tưởng táo bạo rất nhanh hắn đã kéo theo lam thiên cấp tốc chuyển di ông lục dược lại bị đuổi kịp Miệt thiên tôn và ma thiên tôn đều xuống tay không nhẹ lục dược đã bị đánh rãy mất một cánh lần này thấy gã lại muốn tự bạo Miệt thiên tôn liền có xúc động muốn giết y tuy nhiên răng nghiến lợi quát lục dược trở về cùng ta chúng ta không giết người cút ngay lục dược rít gào lã lại phá tan trở ngại trốn chạy ma thiên tôn nhíu mày như vậy không được một khi gã gặp nguy cơ sinh tử thì sẽ lập tức muốn tự bạo muốn bắt được gã quá khó giết vã thì dễ hơn ông ta cũng muốn mắng người hai người liên thủ đối phó lục dực thật sự không khó một người cũng có thể áp chế đối phương hoặc thậm chí là trần áp nhưng bọn họ không có biện pháp ngăn vã tự bạo có điều để lục dực sống sót có giá trị lớn hơn giết gã rất nhiều hai người ma thiên tôn tiếp tục đuổi theo ma thiên tôn âm trầm nói có phải gã đang bị người khống chế hay không nếu là bị khống chế vậy thủ đoạn khiến một vị chuẩn vương có thể tự bạo chịu chết bất cứ lúc nào quá đáng sợ lòng người khó do trong lúc đại chiến sợ nhất là có người không dám chiến nhưng hiện tại có vẻ lục dực đã biến thành con rối nhưng vẫn bảo trì thần trí và chiến lực nguyệt thiên tôn hít sâu một hơi đừng cho tiên tộc biết y không giấu được ma tộc nhưng việc này không thể cho tiên tộc biết nữa tiên tộc vốn am hiểu khống chế nhân tâm một khi lục dực rơi vào trong tay tiên tộc thì có lẽ tiên tộc sẽ nghiên cứu ra thứ gì đó ma thiên tôn gật đầu Như mày nói hiện tại phải làm sao giết thì không thành vấn đề nhưng bắt sống lát nữa nếu có cơ hội ngươi hãy đánh bạo thân thể lục rực còn ta trần áp biển ý chí của gã để xem có thể bắt sống hay không được hai người đạt thành nhất trí lại tiếp tục truy đuổi tô vũ nhíu mày tiếp tục đuổi theo bay một đoạn hắn chợt mở miệng hỏi lam thiên ngươi cảm thấy có hy vọng giết bọn họ không không Nam thiên trực tiếp đưa ra đáp án phủ định tô vũ trầm mặc một hỏi rồi lại bói. ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng tiến hành giao dịch với vạn tộc không lam thiên ngẩn ra trên vòng trúc xuất hiện một đôi mắt nhìn về phía tô vũ Tô Vũ híp mắt nói không phải ngươi từng nói hiện tại địch nhân của chúng ta là hỗn độn nhất tộc sao? Nếu có thể đánh chết thiên tôn vạn tộc mà không phải trả giá mạng người thì ta sẽ rất vui về tiến hành. Nhưng nếu phải trả cái giá lớn để giết thiên tôn vạn tộc cho chi mạch mục phương được lợi thì đó không phải là mục tiêu của ta ngươi. Muốn hợp tác với bọn họ ư? Lam Thiên vội hỏi. Chúng ta lấy cái gì để hợp tác cùng bọn họ? Tô Vũ giải thích cường giả ngụy đạo vạn tộc có rất nhiều cường giả ngụy đạo tối thiểu phải đến một ba nhân số tức là có ít nhất năm sáu vị thiên vương và gần trăm vị hợp đạo ngươi cảm thấy vạn tộc có thể từ bỏ lực lượng cường đại như vậy không ý ngươi là cốt dược hầu và lục dược chính là cơ hội cho chúng ta chứng minh có thể dùng cái này làm điều kiện để uy hiếp vạn tộc bảo hồ lô ra làm thiên cho đáp án tô vũ gật đầu đúng là bảo hồ lô ra nhưng vậy thì sao hiện giờ làm cái gì cũng đều là mạo hiện không ít cường giả vạn tộc đã chết tô vũ sợ vạn tộc đấu không lại chi mạch mục vương thì sẽ rất phiền toái nếu vạn tộc đã biết có kẻ thứ ba tồn tại thì cũng chẳng sao sắc mặt tô vũ biến ảo nhìn về nơi xa hắn phán đoán phương hướng đám người kia sẽ đến sau đó trực tiếp lấy ra một cánh cửa không gian hắn muốn truyền tống đến phía trước bọn họ lam thiên cả kinh ngươi muốn đích thân lộ diện à quá nguy hiểm đối phương có tận hai vị thiên tôn lam thiên đã đoán được tâm tư tô vũ thì nói để ta giả mạo ngươi vô dụng chỉ có ta mới chấn áp được lục rực ánh mắt tô vũ lóe sáng tiên tâm nếu hai cây này ra tay thì ta có thể trốn. ngươi chờ tiếp ứng ta, không bại lộ không gian thông đạo là tốt nhất được. Lam Thiên Chỉ có thể nghe theo quyết định của Tô Vũ. Trong lòng Y Âm Thầm tính toán, một khi Tô Vũ gặp nguy cơ thì phải nhanh chóng nghĩ cách cứu viện như thế nào. Cuộc truy đuổi vẫn còn đang tiếp tục. Người Thiên Tôn hết sức bực bội, Ma Thiên Tôn cũng thấy, giết không xong, cản không được, cũng chưa thể bắt lại. quả thật quá phiền. Ma Thiên Tôn cắn răng, không được thì giết đi. Người Thiên Tôn có chút chần chờ nhưng sau đó lại âm trầm gật đầu nếu thật sự không có biện pháp thì giết vã vậy tích ra còn tốt hơn là để vã chạy thoát đột nhiên cho phương hướng lục rực trốn chạy có một ngọn núi một bóng người hiện ra ở trên đó cây nào xui xảo mà đợi ở đây vậy mượn thiên tôn có lòng tốt quá tao tránh ra phía trước là lục rực đã làm phản chạy mau hình như kẻ đó là một hợp đạo nếu hắn bị lục rực giết thì thần tộc không dễ giải thích lục rực nhanh chóng trốn chạy lá căn bản không thèm nhìn tô vũ ngã định trực tiếp đi qua thuật tiện dùng cánh giết chết hắn lục rực dương cánh bay tới tốc bộ vô cùng nhanh. Tô Vũ không né tránh. Phía sau, Nguyệt Thiên Tôn tức giận muốn mắng người. Mu sần. ngươi y có thể ngăn cản Lục rực sao? Ngươi chết là xứng đáng. Y còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cỗ khí tức vô cùng thần thánh toát ra từ trên người Tô Vũ. Ngay sau đó Tô Vũ đưa tay tấn công Lục rực. Trong lòng bàn tay hắn cất giấu tinh vũ đại ấn, đại ấn trần áp, lực lượng đại đạo lập tức bị cắt đứt. Lục rực mắt đi liên hệ với đại đạo, ánh mắt gã trở nên tỉnh táo ngay tức thì. Ta đang làm gì? Ta đang ở đâu? Lã còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Tô Vũ đã xuất một trưởng đánh bay gã, sau đó vươn tay siết chặt cổ gã trong lòng bàn tay. Miệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn biến sắc, bọn họ dừng bước. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tô Vũ, hắn là ai? Lục Dực là cường giả Trần Vương, hai người bọn họ liên thủ thì có thể giết Lục Dực, nhưng muốn trấn áp trong nháy mắt thì hai người đột ngột nghĩ tới điều gì đó. Tức khắc bọn họ liền thấy kinh hãi, nháy mắt trấn áp Lục Dực là chuyện không có khả năng, đặc biệt là khí tức Lục Dực đột nhiên trở nên mỏng manh như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Tô Vũ đeo mặt nạ, thanh âm trầm thấp, khẽ cười nói: "Hai vị thiên tôn truy đuổi vất vả như vậy, không bằng để ta tặng vã cho các ngươi nhé dứt lời, hắn trực tiếp ném lục dược ra, chương 3029. Hợp tác một. Tô Vũ vừa ném lục dược ra, lá liền cấp tốc liên hệ lực lượng đại đạo theo bản năng, lá lại nhiên cuồng, hai mắt đồ như máu, có dấu hiệu tự bạo, ma thiên tôn và nguyệt thiên tôn vội lui về phía sau. Tô Vũ lại dùng tinh vũ ân chân áp, sau đó bắt lấy lục dược vào tay, hắn đập không tiến lên tươi cười hỏi hai vị thiên tôn không muốn vã sao sắc mặt nguyệt thiên tôn tối sầm ánh mắt lãnh lệ do ngươi làm sao bọn họ đoán lục rực xảy ra chuyện là do người này gây ra giờ phút này ánh mắt lục rực bị trấn áp đã dần trở nên thanh minh ánh mắt gã nhìn nguyệt thiên tôn mang theo chút bi ai nhưng lại không thể làm gì cũng không thể nói nên lời so với vẻ điên cuồng ban nãy thì cứ như hai người hoàn toàn khác nhau ma thiên tôn vừa định ra tay thì tô vũ đã cảnh cáo trước ma thiên tôn đừng nên cử động thì hơn trong tộc các ngươi có không ít người cũng tu luyện ngụy đạo ngươi muốn từ bỏ tính mạng của bọn chúng sao tô vũ âm trầm cười nói huống chỉ đây còn không phải bản tôn của ta nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đảm người y hệt tô vũ bọn họ đều có biển ý chí và thân thể khí tức cũng không khác gì một đám tô vũ đều đeo mặt nạ trong miệng một lời cất tiếng hai vị thiên tôn có thể giết một ta hoặc giết trăm ta nhưng nếu có đến một ngàn một vạn người như ta thì sao ba ma thiên tôn dùng ý chí lực bao trùm sắc mặt ông ta khẽ biến ông ta cảm thấy bọn họ đều là chân thân chỉ có thực lực bất đồng rốt cuộc ai mới là chân thân chân chính người trước mắt thực lực không yếu hắn là phân thân ư nhưng ở nơi xa hình như còn có tồn tại thực lực chuẩn vương thực ra bọn họ đều là lam thiên trừ người đầu tiên xuất hiện ra thì còn lại đều là lam thiên đây là thủ đoạn nhiễu loạn phán đoán tân thân của lam thiên đều cực kỳ am hiểu ngụy trang hơn nữa vốn dĩ bọn họ đều là chân thân chẳng kém gì bản tôn giờ khác này sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi bọn họ vốn định bắt lấy tô vũ như lời hắn nói vẫn khiến cả hai kinh kỳ nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyệt thiên tôn lạnh lùng chất vấn ngươi là nhân tộc à tô vũ khẽ cười chi mạch người truyền lửa chu thiên đạo bài kiến hai vị thiên tôn chi mạch người truyền lửa hai người lại biến sắc dường như ma thiên tôn nghĩ tới gì đó ông ta vội hỏi lần trước tập kích phong ấn sơn là do các ngươi làm phải không tô vũ thẳng thắn thừa nhận đúng chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi mà thôi các ngươi quá ngu sẩn khi không phát hiện ra sự tồn tại của Hỗn Độn nhất tộc, ta quá thất vọng về các ngươi, chắc các ngươi cũng không biết Hỗn Độn nhất tộc có hơn người vị chuẩn vương, năm sáu vị thiên tôn, hai vị chủ nhân quy tắc, ta lo rằng các ngươi đến chết cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ nói bậy ma thiên tôn gật đi. Trong thiên địa này không cho phép chủ nhân quy tắc ra đời tô vũ khinh miệt, tích ngồi đáy giếng ngu muội, chẳng lẽ các ngươi không biết Hỗn Độn đạo sao? Hỗn Độn đạo không thuộc vạn đạo, nam xưa nhân hoàng phong ấn vạn đạo khiến vạn tộc không thể khống chế lực lượng quy tắc nhưng ông ta không phong ấn được hỗn độn đạo tên ngu xuẩn nhất mạch của người truyền lửa ta đến từ truyền thừa của nhân hoàng bệ hạ chẳng lẽ chúng ta không biết nhiều bằng các ngươi chắc hai người biến sắc thật sao chủ nhân quy tắc ư ừ. tin được không người thiên tôn dối dám vội hỏi các ngươi vốn ẩn nấp rất kỹ vì sao bây giờ lại lựa chọn xuất hiện cốt dược hầu và lục dực đều là cho do ngươi bày ra đúng không tô vũ trầm giọng đừng liên hệ những người khác không cần thiết đâu ta dám hiện thân tức là không sợ bị các ngươi bắt được các ngươi bắt được một thân thân của ta thì có tác dụng gì người thiên tôn nhíu mày đạo hữu hiểu lầm rồi tô vũ băng cua đáp có phải hiểu lầm hay không tự các ngươi rõ ràng vậy lần này đạo hữu muốn làm gì hai người bọn họ đều rất muốn biết có khả năng người trước mắt đây sẽ tiết lộ vài điều cho bọn họ tô vũ nghiền ngẫm nói hỗn độn nhất tộc đến từ chi mạch mục vương năm xưa mục vương làm phản và ám hại văn vương thời gian sư và võ vương lần lượt biến mất nếu không vạn tộc dám làm phản ư chi mạch mục vương mới là tội nhân lớn nhất của nhân tộc tô vũ lạnh nhạt nói tiếp Ma Thiên, ta không biết ngươi không hiểu thật hay là đang giả vờ. Chỉ mạch Mục Phương hiện giờ là hỗn huyết nhân ma, một nửa huyết mạch là ma tộc, nửa còn lại là nhân tộc người Thiên Tôn cả kinh. sắc mặt Ma Thiên tôn kịch biến, ông ta cắn răng quát, nói láo, ông ta tuyệt đối không thể nhận việc này. Tô Vũ cười thâm sâu, a nói láo ư, hắn được một bát một người từ trong hư không ra, đó là Diệt tàm Vương sắc mặt trắng bệch. Tô Vũ nói, chúng ta hao phí tinh lực mất rất nhiều thời gian mới bắt giữ được vị tộc nhân hỗn độn này còn có tử yên nữa bọn họ là cùng một mạch rứt lời hắn xe xuống một mảnh máu thi từ trên ngực diệt tam vương thẳng tay ném về phía hai người nơi xa lạnh nhạt nói các ngươi tự đoán xem có phải huyết mạch mục vương hay không cũng thử đoán xem huyết mạch là thật hay giả chúng ta tra ra một mạch này chính là hậu duệ của mục vương và viêm hỏa ma hoàng nguyệt thiên tôn và ma thiên tôn nhanh tay nhận lấy số máu thịt ấy lập tức cẩn thận tra xét rất nhanh sắc mặt cả hai liền trở nên khác thường Nguyệt Thiên Tôn kịch chấn trong lòng, hỗn độ nhất tộc không đơn giản là huyết mạch mục vương mà còn là huyết mạch ma tộc, thật đáng sợ, lực lượng huyết mạch không phải giả, nó hoàn mỹ dung hợp chứ không phải do hỗn hợp tạo thành, y là cường giả thiên tôn, đương nhiên y có thể đưa ra phán đoán, muốn tam giả thì chỉ có trộn lẫn huyết mạch mục vương và huyết mạch viêm hỏa ma hoàng từ thật lâu trước đây, hai người đồng thời tư trừ lực bài xích thì mới làm được. Nguyệt Thiên Tôn chấn động, Ti vừa kinh vừa sợ, Ma Thiên Tôn cắn răng quát, ngươi đang ly gián chúng ta đúng không? tô vũ nhếch môi không hề ta tin tưởng ma tộc nhưng tộc còn không thèm nhận chỉ mạch mục vương huống chỉ là ma tộc huyết mạch chỉ là huyết mạch nó không thể chứng tỏ điều gì ta không có ý ly rán làm vậy vừa ấu trĩ vừa không thú vị mà nếu ma thiên tôn cảm thấy hỗn độ nhất tộc sẽ xem ngươi như người một nhà thì ngươi có thể mang ma tộc đến đầu nhập thử xem để xem rốt cuộc bọn họ là chủ nhân hay các ngươi sẽ là chủ nhân tô vũ trầm chọc. chẳng lẽ ma tộc các ngươi muốn đạt quyền với bọn họ ư ngươi cảm thấy chi mạch mục vương sẽ đáp ứng sao ma thiên tôn khẽ nhướng mày người thiên tôn lạnh lùng hỏi rốt cuộc ngươi có ý gì đừng nhúc nhít tô vũ cảnh cáo ta nói rồi bắt được phân thân của ta thì cũng không thể làm gì đâu ta cũng không muốn vô duyên vô cớ tổn thất một khối phân thân chuẩn vương chân quý trong lòng người thiên tôn hơi chấn động bàn tay dần dần buông lỏng, đạo hữu đừng hiểu lâm tô vũ phất tay bồ đi hôm nay ta hiện thân chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi rằng cái gọi là liên minh vạn tộc quá yếu ớt tựa như tên lục rực và cốt rực hầu kia đều bị ta nhẹ nhàng mùa bốn trong lòng bàn tay tô vũ kiêu ngạo nói không chỉ bọn họ lần trước tập kích phong ấn sơn ta cũng giết đám chuẩn vương bằng cách tương tự mạch chúng ta truyền thừa từ nhân hoàng nên đương nhiên có thể khắc chế bọn họ nguyệt thiên tôn e ngại tí ngươi là một mạch nhân hoàng đều có thể khắc chế cường giả ngụy đạo đương nhiên tô vũ nói thẳng chi mạch người truyền lửa chỉ có chúng ta là chỉ mạch nhân hoàng chân chính Nam xưa binh quật và đan lọc không nghe lời mạch chủ tùy tiện rời núi trợ chiến bách chiến bọn họ quá ngu xuẩn cái chết của bọn họ khiến mặt chủ cực kỳ bi thống như người đã chết rồi nói gì đi nữa cũng vô ích ma thiên tôn còn đang tự hỏi về chi mạch hỗn động, nay thấy bọn họ nhắc tới điều này thì không khỏi bận tâm cho nên lần trước và lần này đều do các ngươi rổ trò quý tô vỗ nói chuyện minh tộc không phải do chúng ta làm mà là do những kẻ muốn khiến chúng ta bại lộ tương tự chúng ta làm những chuyện này cũng là để vạch trần bọn họ vạn tộc là tồn tại để cân bằng chúng ta các ngươi rất mạnh tuy rằng ngu xuẩn nhưng thực lực không yếu các ngươi tranh đấu nhiều năm Kể cả trận chiến với đám người Bách Chiến cũng chỉ là kế hoạch của Hỗn Độn nhất tộc mà thôi, Tô Vũ nghiêm mặt, chi mạch người truyền lửa chúng ta không thể khắc chế hay địch nổi bọn họ nên mới mạo hiểm giết người để nhắc nhở các ngươi rằng bọn họ muốn rời núi, phong thích Bách Chiến chỉ là để cho bọn họ chút áp lực. Một mình Nguyệt La đã đủ khiến Bách Chiến bị chơi vòng vòng, một mình Ả cũng đủ để khiến các ngươi chịu thiệt xác mặt hai vị Thiên Tôn càng thêm trầm trọng. Chương 3030. Hợp tác hay? Người Thiên Tôn nhìn Lục rực rồi lại nhìn Diệt tầm Vương, y hít sâu một hơi đoạn mở miệng hiện tại ngươi xuất hiện là vì muốn hợp tác với bọn ta sao tô vũ hài lòng nói chuyện với người thông minh tốt thật nguyệt thiên tôn cười lại ngươi có tư cách hợp tác sao cường giả của các ngươi đâu muốn hợp tác cũng được thôi các ngươi lộ diện đi lẽ nào các ngươi chỉ muốn lợi dụng chúng ta không phải sao tô vũ đả kích chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mình không nên bị lợi dụng à nói thật các ngươi chỉ là quân cờ trên bàn cờ của chúng ta và hỗn độn nhất tộc mà thôi quân cờ của chúng ta là nhân tộc quân cờ của chi mạch mục vương là các ngươi đáng tiếc là chúng ta đã thua bách chiến đã chôn vùi tất cả lời này khiến người ta quá khó tiếp nhận sắc mặt hai vị thiên tôn đều vô cùng khó coi dựa theo lời hắn nói hai bên đã đánh cờ mười vạn năm vạn tộc bọn họ và nhân tộc thuần túy đều là quân cờ chỉ có nhất mạch của y truyền lửa và hỗn độ nhất tộc mới là kỳ thủ trong ngần ấy năm qua nhưng xét từ tình hình hiện tại thì có lẽ tất cả lời này đều là thật Nếu thế 10 vạn năm chiến tranh đều chỉ là cho cười Tôi vũ tỏ vẻ thương hại. Thư các ngươi biết quá ít, các ngươi không biết gì cả, không biết chúng ta hay hỗn độn nhất tộc, không biết đạo nguyên chi địa chính là hậu chiêu của nhân hoàng. Tất cả cường giả ngụy đạo đều nằm trong sự không chế của bọn ta. Các ngươi không biết gì mà dám để tộc nhân tu luyện ngụy đạo? Ngươi có biết nhân tộc không cho phép tộc nhân tu luyện ngụy đạo không? Bởi vì mỗi thế hệ người truyền lửa chúng ta đều sẽ cảnh báo bọn họ không được tu luyện các ngươi hệt như đứa trẻ vô tri, còn không biết hỗn độn nhất tộc có chủ nhân quy tắc, cũng không biết trong vạn giới này không phải chỉ có một hai vị chủ nhân quy tắc ở trong hạ giới vốn đã có không ít đồng tử hai người co lại nguyễn thiên tôn lãnh lệ quát nói hư nói vượng tô vũ bật cười thật ngu xuẩn ngươi cho rằng các ngươi có thể thắng ư đáng kiến hôi nực cười võ hoàng còn sống dưới hạ giới kia kìa có lẽ các ngươi còn không biết võ hoàng là ai võ hoàng đang bị trấn áp lão và hỗn độ nhất tộc cũng coi như cùng phe tô vũ trầm giọng trong tử linh giới vực cũng có mấy vị chủ nhân quy tắc bị trấn áp chẳng lẽ chuyện này các ngươi cũng không hay biết gì từ trước tới nay chỉ có cuộc chiến của nhân tộc còn vạn tộc các ngươi chỉ là quân cờ mà thôi lời này khiến hai vị thiên tôn không thể tiếp thu ma thiên tôn giận dữ ác giọng quân cờ ư tất cả chỉ là lời nói một bên của ngươi các ngươi có tư cách gì để khống chế vạn tộc các ngươi cho rằng mình là ai Tông ta không thể chấp nhận kết luận như vậy bởi vì nó quá đà kích khi tức cường đại thổi quét qua khiến tô vũ phải lùi lại vài bước nhưng hắn vẫn tươi cười nói tiếp đừng nóng giận là thiên tôn mà không có chút kiên nhẫn nào sao quân cờ không phải là không thể lật ngược thế cục hiện giờ trong vạn giới này có ai mà không phải quân cờ chứ? đều là quân cờ của nhân hoàng, Ngục vương, tiên hoàng. các ngươi cho rằng bọn họ đã chết thật rồi là? nếu thế thì ta chỉ có thể nói rằng các ngươi quá ngây thơ người thiên tôn nhíu mày. đây là việc khiến y cực kỳ quan tâm. lẽ nào bọn họ còn sống? tô vũ hỏi ngược lại. lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng bọn họ đã ngã xuống hết? Tôn thanh của hắn tội vẻ bất đắc dĩ. trời à, các ngươi vẫn luôn cho rằng các đại nhân vật ấy đã vẫn là cả à? ngươi đùa ta chắc? đương nhiên là không sao nhân hoàng có thể chết được bọn họ còn đang ở sâu trong thời không trường hà chiến đấu đến nay chủ nhân quy tắc chưa chết được bao nhiêu đâu một loạt tin tức khiến hai người không ngừng chấn động chi mạch người truyền lửa đang nói thật hay giả đám người nhân hoàng chưa chết trong vạn giới này rốt cuộc còn bao nhiêu vị chủ nhân quy tắc đạo trong đạo nguyên tri địa thật sự bị một mạch của nhân hoàng khống chế hết thảy sao những tin tức ấy liên tục oanh tạc trong đầu bọn họ khiến cả hai choáng váng nếu những gì người này đang nói đều là sự thật vậy thì cuộc chiến mấy ngàn năm qua rốt cuộc là vì cái gì tất cả những gì bọn họ làm đều nằm trong sự khống chế của người khác ư ừ, hình như tô vũ đoán được bọn họ đang nghĩ cái gì hắn cười nói chiến đấu đương nhiên là có ý nghĩa hiện tại cường giả hai phe đều đang chiến đấu hoặc nên nói cường giả ba phe một phe là nhân tộc một phe là vạn tộc một phe là ngục vương có lẽ có thể xem ngục vương là người phát ngôn của hỗn động cổ thú tô vũ nhẹ giọng nói hắn phản bội nhân tộc nhưng không đi theo vạn tộc mà là tự thành lập một chủng tộc riêng liên thủ cường giả hỗn động cổ thú mở ra cổng địa mục hãm hại đám người văn vương tô vũ cảm khái mục phương mới là địch nhân chung của chúng ta đương nhiên nhân tộc và vạn tộc cũng không có tình hữu nghị gì đáng nói đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi nói đến đây tô vũ bật cười hôm nay ta tới đây chỉ là để nhắc nhở các ngươi một chuyện hỗn độ nhất tộc còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của các ngươi dù đánh bại được hỗn độ nhất tộc thì sau lưng đối phương vẫn còn có rất nhiều cổ thú thậm chí có không ít chủ nhân quy tắc hiện giờ chỉ có liên thủ với bọn ta thì hai bên mới có đường sống nếu không tất cả chỉ có con đường chết nguyệt thiên tôn cố gắng tiêu hóa số tin tức ấy đè nén rung động trong lòng ti bình tĩnh nói hợp tác lên thủ ư nhưng chúng ta đã chém giết nhiều năm như vậy thì hợp tác thế nào lên thủ thế nào sao có thể tín nhiệm lẫn nhau tô vũ lắc đầu ngu ngốc đầu nhất thiết phải hợp binh ngươi làm chuyện của ngươi ta làm chuyện của ta chỉ là chúng ta có thể có vài hợp tác thích hợp mục tiêu là hỗn độ nhất tộc giữa chúng ta thì cố gắng giảm bất tiêu hao lẫn nhau nói thật lần trước giết chết chính vị chuẩn vương của các ngươi cũng khiến ta đau lòng chết nhiều như vậy chắc đã khiến hỗn độn nhất tộc cười nở hoa rồi khí tức hai người bùng nổ mang theo sát khí ma thiên tôn phẫn nộ quát đừng nghĩ là bọn ta không dám giết ngươi ngươi cứ giết đi bốn phía hơn một ngàn tô vũ đều phát ra tiếng cười lạnh lão ong ong lên tiếng giết đi giết ta rồi thì chúng ta sẽ không hợp tác nữa tới lúc đó bọn ta chỉ cần ẩn nấp kỹ một chút vậy thì hỗn độn nhất tộc sẽ đối phó với các ngươi trước tiên nếu các ngươi cảm thấy tự mình có thể ngăn cản được thì có thể thử xem, không hợp tác cũng không sao. Ta chờ các ngươi ăn thiền nặng rồi phải đến cầu xin bọn ta tô vũ cười lại, tin ta đi. Khi các ngươi tấn công hỗn độn sơn thì chắc chắn sẽ chịu thiệt, không ăn lỗ nặng thì các ngươi sẽ không biết đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào. Bọn họ cường đại vượt quá sự tưởng tượng của các ngươi Nguyệt Thiên Tôn rũi tay ngăn cản Ma Thiên Tôn đang bừng bừng lửa giận. Y dò hỏi, vậy hợp tác mà ngươi nói là không quấy nhiễu lẫn nhau đúng không? Không không Tô Vũ nói, hợp tác bước đầu tiên chính là chúng ta có thể hoàn thành một vài giao dịch giao dịch không sai giao dịch bước đầu tiên chính là các ngươi có thể dọn dẹp đạo nguyên chỉ địa và tứ phương thượng giới ta sẽ không quấy rối thậm chí còn có thể giúp các ngươi nhưng các ngươi tìm được giả nhân tộc thì phải giao cho ta đổi lại ta đáp ứng các ngươi một việc tuyệt đối không động đến tất cả cường giả ngụy đạo ngươi đang nói đùa sao người thiên tôn mỉa mai chúng ta càn quét thượng giới chính là để đánh chết nhân tộc kết quả ngươi lại yêu cầu chúng ta giao nhân tộc tìm được cho ngươi mà điều ngươi dùng để trao đổi lại là không động đến đám cường giả nguy đạo. Tô Vũ không tươi cười nữa, hắn chợt thay đổi thái độ, buồn cười lắm a, à. không đâu, các ngươi càn quét thượng giới không đơn giản chỉ là để giết nhân tộc, mục đích của các ngươi là trình hợp lực lượng vạn giới, ba đại tộc hoàn toàn khống chế vạn tộc, về phần tiêu diệt nhân tộc, nhân tộc còn bao nhiêu người sống sót cho các ngươi giết? Ánh mắt ma thiên tôn biến ảo, dường như đang truyền âm trao đổi với người thiên tôn. Một lát sau người thiên tôn bình tĩnh đáp, ngươi muốn mang nhân tộc đi cũng không phải là không thể nhưng ngươi hãy giao thủ đoạn giải trừ không chế cường giả ngụy đạo cho chúng ta xem như hai bên hoàn thành giao dịch này tô vũ từ chối chuyện này ta cũng không có biện pháp chúng ta không chế cường giả ngụy đạo là nhiều kế thừa lực lượng đạo tác của nhân hoàng chứ không phải muốn không chế là khống chế Không chế ngụy đạo chỉ là nhân tiện mà thôi ta chỉ có thể hứa hẹn rằng chúng ta sẽ không động tới bọn họ trước khi hỗn độn nhất tộc bị tận diệt bởi làm vậy không khác gì đang giúp đám phản nghịch kia còn sau đó thì các ngươi tự dựa vào bản lĩnh đi đương nhiên trong khoảng thời gian này các ngươi có thể nghĩ cách giúp cường giả ngụy đạo đổi đạo tu lại đại đạo của chính mình tô vũ ác ý nói thật sự không được nữa thì cứ lấy đám người đó làm pháo hôi chết hết là xong khi đại chiến diễn ra hãy cho bọn chúng xông lên trước tiêu hao lực lượng hỗn độ nhất tộc không có chuyện ta khống chế bọn họ vì hỗn độ nhất tộc đâu tô vũ nhất nhở nếu các ngươi không muốn làm giao dịch này thì xin lỗi ta chỉ có thể biến đám cường giả ngụy đạo đó trở thành hậu hoạn trong lòng các ngươi bọn họ có thể ra tay với các ngươi bất cứ lúc nào chương 3031, hợp tác 3. Sắc mặt của hai người Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn rất kém, lời nói không bằng chứng thì hiển nhiên không đáng tin, nhưng bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự biến hóa của cốt dực hầu và lục dực. Bọn họ tận mắt nhìn thấy lục dực trở nên cuồng loạn như thế nào, thậm chí là ý đồ tự bạo bất chấp tất cả. Nguyệt Thiên Tôn áp xuống xúc động muốn giết Tô Vũ trong lòng, y lo rằng giết ra hỏa này rồi thì cũng vô dụng, hơn một ngàn phân thân kia đều có khí tức chuẩn vương, rốt cuộc cái nào mới là chân thân của hắn, không thể phán đoán chính xác, đành nói. Nói cách khác, chúng ta tìm được cường giả nhân tộc thì giao cho ngươi, còn ngươi chỉ có thể bảo đảm không động tay chân với ngụy đạo trước khi hỗn độn nhất tộc bị diệt. Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, hơn nữa người của các ngươi không được nhằm vào chúng ta, nếu không lúc cần động thủ thì chúng ta vẫn phải động thủ Nguyệt Thiên Tôn thử hỏi, vậy chuyện hợp tác thì là hợp tác như thế nào? Tô Vũ đáp lời, cái này không tiện nói cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi muốn hợp tác thì ta cũng không ngại lộ ra một chút tin tức trong chỉ mạch hỗn độn có người của chúng ta chúng ta có thể cho đối phương một đòn chí mạng ở thời khắc mấu chốt nếu không phải như thế thì chúng ta cũng khó bắt được đám người từ yên tô vũ cười tủng tỉm hai vị ta đã nói đến mức này rồi nếu các ngươi có hứng thú thì thử hợp tác xem sao hai vị có thể chờ tin tức của ta sắp tới chúng ta chuẩn bị tập kích bọn họ nếu các ngươi có hứng thú thì chúng ta có thể liên thủ một lần vạn tộc đã chết nhiều trần vương chúng ta cũng tổn thất một ít nhưng chi mạch hỗn độn lại không tổn thất gì hợp tác một lần giết mấy tôn trần vương của bọn họ cái nào hai người liếc nhìn nhau ma thiên tôn lạnh nhạt nói ta và nguyệt thiên tôn không thể làm chủ huống chỉ tiên tộc không ở đây nên không thể đưa ra quyết định tô vũ nhớ mày tiên tộc nhiều người thông minh bọn họ sẽ tự biết cân nhắc nếu đáp ứng thì các ngươi cứ tiếp tục càn quét Tìm được cường giả nhân tộc thì giao cho ta coi như thể hiện thành ý nếu các ngươi không muốn thì thôi giao cho ngươi mà chỉ đạt được một lời hứa hẹn đơn giản thôi sao nguyệt thiên tôn mất hứng có phải ngươi yêu cầu quá nhiều rồi hay không?" Tô Vũ ra vẻ thở dài, "Cũng đúng, vậy các ngươi giao cường giả nhân tộc cho ta. Ta đưa các ngươi một ít trận phù để khi tiến vào Hỗn Độn Sơn sẽ không bị cổ thú bài xích. Bằng không, cổ thú mới là mối uy hiếp lớn nhất của các ngươi khi tấn công Hỗn Độn Sơn. Chi mạch Hỗn Độn và một mạch chúng ta tiến vào đó sẽ không bị cổ thú nhằm vào, nhưng các ngươi thì khác, cứ tự cao may mắn đi nghe vậy, ánh mắt hai người sáng ngời, "Thật sao?" Tô Vũ nói. "Đương nhiên chỉ có bọn ta và chỉ mạch hỗn độn biết cấm thiên đại trận trước đó các ngươi đã thấy pháp trận phong ấn khí tức rồi bọn ta biết bọn họ cũng biết chỉ có các ngươi là không vậy thì khi các ngươi tiến vào hỗn độn sơn sẽ không thể lưu lại lâu ở sâu bên trong thậm chí có cổ thú thiên tôn và chủ nhân quy tắc sắc mặt hai người lại thay đổi trận phù cộng thêm không động tới cường giả ngụy đạo chính là lời hứa hẹn mà nhất mạch của người truyền lửa đưa ra mà yêu cầu của bọn họ lại rất đơn giản chỉ cần lấy cường giả nhân tộc ra làng vật trao đổi mà thiên tôn trầm giọng nói nếu không tìm thấy cường giả nhân tộc thì sao tô vũ nún vai không thấy thì thôi nhưng nếu bị các ngươi giết thì ta chắc chắn sẽ biết các ngươi nghĩ trong nội bộ của các ngươi không có quân cờ của bọn ta và hỗn độn nhất tộc à không nói đâu xa tam người phò tộc chúng ta là đồng minh giao hảo nhiều năm chính các ngươi cũng biết mà lôi bạo cũng thế chẳng lẽ các ngươi không biết bắt chiến và cự nhân nhất tộc lên hôn ư thiên mệnh là cỏ đầu tường tùy ý nói vài câu với hắn thì hắn cũng không ngại bán tin tức cho chúng ta còn những người khác thì ta đây sẽ không nói nhiều tô vũ cười ha ha còn có đám cường giả ngụy đạo nữa ta muốn moi tin tức từ miệng bọn họ là chuyện quá đơn giản hai vị ta đã dám đưa ra yêu cầu như vậy thì đương nhiên là có nắm chắc tốt nhất là các ngươi cũng bảo mật cho tốt vào việc hợp tác chỉ nên giới hạn cho một vài thiên tôn biết được thôi tuyệt đối đừng truyền lung tung nếu hợp đạo biết thì có lẽ chỉ mạch hỗn động cũng sẽ biết người thiên tôn và ma thiên tôn đều cảm thấy nhẹ khoát khó chịu dường như tất cả đều nằm trong sự tính kế của người khác bên cạnh luôn có đôi mắt của người khác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ thậm chí hiện giờ địch nhân của bọn họ lại đang nhắc nhở bọn họ phải giữ mùng giữ miệng qua khó chịu chúng ta phải liên hệ với ngươi như thế nào tô vũ cười đáp đơn giản thôi ta có vô số phân thân khi các ngươi muốn tìm ta thì chỉ cần lớn tiếng hét cuồng đồ to gan ở nơi đông người thân thân của ta sẽ lập tức đến trao đổi với các ngươi sắc mặt hai người càng thêm khó coi vậy tức là nhất cử nhất động của bọn họ thật sự đều nằm trong sự theo dõi của người này ư tìm chỗ nhiều người hét lên một tiếng là được. Bọn họ không tin. Nhưng nếu là thật thì sao? Miệt thiên tôn đè nén tức giận và sát ý trong lòng. Ti nhìn về phía lục dực. Đạn hồi. Ngươi có thể thả lục dực ra không? Tô Vũ đáp. Đương nhiên, vấn đề nhỏ mà thôi. Có lẽ sắp tới lục dực sẽ là mãnh tướng dùng để đối phó với hỗn độ nhất tộc. Tốc độ gã rất nhanh. Ta thích gã như vậy thì sao có thể bắt gã đi chết được? Để ta khôi phục thần trí cho lục dực. Tránh cho gã động một chút là lại đòi tự bạo Tô Vũ giơ tay ra lực lượng đại đạo lan tràn tiếp xúc với lực lượng đại đạo của lục dực hắn nhanh chóng rút ra ý chí hỗn loạn trong đó một lát sau hắn tiện tay ném lục dực về phía nguyệt thiên tôn nguyệt thiên tôn vội vã lui về phía sau một bước nhưng lúc này lục dực không nổi điên lã thử kết nối đại đạo để khôi phục khí tức thiên vương nhưng vừa kết nối thì lục dực đã hoàn toàn tuyệt vọng lã quay đầu nghiến răng nghiến lợi quát cả đời ta sẽ bị các ngươi quản chế à tô vũ lớn tiếng cười có thể đổi đạo mà phải là đại đạo chân chính ta đâu ngăn cản ngươi. Nhưng bây giờ là thời điểm yêu cầu chiến lực, tốt nhất là ngươi nên chi xét rõ ràng, các ngươi tu luyện ngụy đạo là do ta ép các ngươi chắc, lục dực, ta khôn giết ngươi. Giết ngươi cũng không có ý nghĩa gì, ta chỉ muốn cho các vị thiên tôn hiểu được rằng ta có thể không chế cường giả ngụy đạo của vạn tộc bất cứ lúc nào nguyệt thiên tôn, âm trầm kinh hãi, gia hỏa này hóa giải không chế lục dực cũng nhẹ nhàng như khi không chế gã, thực lực lục dực không yếu, vậy mà hắn nói thả liền thả, Tô Vũ khẽ cười, nếu các vị không còn chuyện gì khác thì ta đây xin cáo từ Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn đều rất muốn ra tay, nhưng không biết có nên bắt hắn hay không. Hai người đều nhíu mày nhìn phân thân dày đặc bốn phía, Tô Vũ nhẹ nhàng búng tay một cái, ngay sau đó, một thân ảnh hiện lên rồi lập tức hóa thành cánh cửa, giọng Tông Thiên Hầu truyền đến mang theo ý cười, "Phó mạch chủ muốn đi đâu? Thông Thiên sẽ phục vụ ngài tùy ngươi." Rõ âm một tiếng, Tô Vũ biến mất, đồng thời các vân thân khác cũng lập tức biến mất, nơi xa, bản tôn lam thiên có thực lực chuẩn vương cũng biến mất ngay tức thì ma thiên tôn muốn đuổi theo nhưng nguyệt thiên tôn đã giơ tay cả lại y cắn giang nói đuổi làm gì chỉ là phân thân mà thôi ngươi đuổi theo thì thế nào ban nãy là thông thiên hầu đúng không gia hỏa đó đã ra ngoài được rồi sao y hơi rét lạnh xem ra nhất mạch của người truyền lửa thật sự quá thần bí quá nguy hiểm y có cảm giác bản thân như sắp phát điên ma thiên tôn ngươi cảm thấy những gì hắn nói rốt cuộc là thật hay giả ma thiên tôn trầm mặc không đáp rất khó phán xét chuyện này, bọn họ chỉ biết. Mọi chuyện đã không còn nằm trong sự không chế của tam đại tộc nữa. chương 3032, bảo hồ lột ra, nơi ra, sau lưng tô vũ ướt sũng mồ hôi. Sợ muốn chết. May mà phân thân của Lam Thiên Hữu dụng lên mới khiến hai tên thiên tôn không có biện pháp phán đoán hắn có phải chân thân hay không. Hợp tác không tốt sao? Có lẽ ta sẽ cứu được vài cường giả nhân tộc từ trong tay địch nhân, vậy thì mới thú vị biết rõ là kẻ địch mà đám người ma thiên tôn vẫn phải nhả ra còn phải đưa đến tận tay cho ta sau khi hết kinh hách tô vũ mới lớn tiếng cười nụ cười vô cùng điên cuồng vừa rồi có mạo hiểm không rất mạo hiểm lần đầu tiên bại lộ chân thân trước mặt hai vị thiên tôn đối địch đây là một lần thể nghiệm sinh tử đối với tô vũ từ khi thực lực hắn tăng mạnh dưới trướng có nhiều cường giả tô vũ hiếm khi phải đích thân mạo hiểm như vậy lần trước tập kích phong ấn sơn hắn chắc chắn mình sẽ lui thoát thành công nên mới đám làm lần này nếu hai đại thiên tôn trở mặt đồng thời triệu hoán đám thiên tôn khác tạm thời từ bỏ cha xét thượng giới và phong tỏa hỗn độn sơn để bắt hắn thì tô vũ chết chắc một lát sau lam thiên hiện thân lam thiên nghĩ lại mà sợ y nhìn tô vũ thở dài nói ngươi đúng là kẻ điên cuồng tô vũ tươi cười sán lạn nhưng thu hoạch rất lớn không phải sao bọn họ sẽ hợp tác à lam thiên lộ ánh mắt nghi ngờ bọn họ có thể trở mặt hay không tô vũ phán đoán trước khi giải quyết được vấn đề của đám cường giả ngụy đạo thì bọn họ sẽ không tùy tiện trở mặt một ba lực lượng lận tuy không có thiên tôn nhưng cũng có tới năm sáu vị thiên vương cộng thêm gần trăm hợp đạo ta không cho rằng bọn họ sẽ chấp nhận từ bỏ một ba nhân thủ đây mới là vấn đề mấu chốt tô vũ trấn an y huống chỉ cùng lúc ứng phó hai bên không bằng liên thủ đánh một phe chúng ta muốn hợp tác với bọn họ ngươi cảm thấy bọn họ không muốn tìm chúng ta để hợp tác à nếu hỗn độn sơn tìm bọn họ thương lượng chuyện tiêu diệt chúng ta trước ngươi nghĩ vạn tộc có đáp ứng không Tô Vũ khẽ cười, tình hình hiện tại của vạn tộc là dù ai tìm đến bọn họ yêu cầu hợp tác thì bọn họ đều có khả năng đáp ứng. Bọn họ chỉ cần đề phòng là được, chúng ta hay hỗn động sơn tổn thất thì lực lượng đều sẽ giảm sút lam thiên gật đâu, bọn họ nhất định sẽ phòng bị chúng ta. Hơn nữa cũng sẽ tìm kiếm biện pháp giải quyết nguy cơ của ngụy đạo, thậm chí cho vài người truyền tu chân đạo, từ đó thoát khỏi sự không chế của người tô vũ tươi cười gật đầu, Vạn tộc chắc chắn sẽ nghĩ cách giải quyết mấy vấn đề này. Bọn họ không thể để nhiều cường giả như vậy chịu sự không chế của tô vũ bởi vì rõ ràng đó là hành động quá mức nguy hiểm còn phương án hiến mạng tất cả cường giả ngụy đạo là lời nhảm nhí đương nhiên không thể tiến hành không chỉ tổn thất quá lớn mà còn khiến cường giả chân đạo thỏ từ hồ bi nếu bại lộ chân tướng bởi cả vạn tộc và tam đại tộc đều có rất nhiều cường giả ngụy đạo bọn họ là bằng hữu hoặc thân nhân thậm chí là cha con trưởng bối sao có thể đơn giản giết là xong việc tô vũ cười nói còn có một loại khả năng lam thiên nhìn hắn tô vũ lẩm bẩm hợp tác với hỗn độn sơn diệt chúng ta bởi vì việc chúng ta khống chế ngụy đạo đã tạo thành mối uy hiếp, dù bọn họ không rõ ai mới là kẻ có thể trực tiếp khống chế. Nhưng bọn họ biết năm xưa đám người binh quật không làm được, vậy thì sẽ đoán rằng trong số chúng ta chỉ có vài người có thể xuống tay ta tính bại lộ đại chu vương, vậy thì có thể coi là có thêm một người. Cho nên vạn tộc nhất định cũng có lòng muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng ta chết rồi thì không phải ngụy đạo sẽ trở thành chân đạo sao, hợp tác không khác gì bảo hộ lộ ra. Nhất định phải thật cẩn thận. Đương nhiên nếu có thể hợp tác thì ít nhất mặt ngoài hai phe sẽ không xích mích. Nhưng ngấm ngầm thế nào thì rất khó nói, hiện giờ ba phe đều có ý xấu, liên minh vì ít lợi mà thôi. Không ai coi đối phương là minh hữu thật sự để đối đãi hay trả giá. Làm vậy thì chẳng khác gì muốn chết, Tô Vũ hít sâu một hơi rồi lại nói. Chỉ cần chi mạch mục phương bại lộ thực lực, vậy liên minh này có thể tạm thời củng cố. Chi mạch mục phương đừng yếu đuối mong manh quá, không thì không thể củng cố liên minh của chúng ta đâu Lam Thiên liền hỏi nếu chi mạch ngục phương ngụy trang thành dáng vẻ suy yếu thì phải làm sao tô vũ lắc đầu không đâu bọn họ mới vừa rời núi đánh trận chiến đầu tiên chính diện linh địch sau người vạn năm mà giả vờ suy yếu thì không sợ tộc nhân đánh mất sĩ khí à dù không sợ đánh mất sĩ khí nhưng nếu để vạn tộc đánh tới hang ổ của bọn họ thì cũng phải trả giá đắt tan ý chỉ mạch ngục phương vẫn đang đề phòng vạn tộc phá tan rừng rộng nguyên thủy tiến vào nội vây lam thiên gật đâu hai người liếc nhìn nhau nở nụ cười lần này có lẽ sẽ là một bước mặt lớn hai bên thù sâu như biển vạn tộc giết vô số cường giả nhân tộc phe tô vũ lại giết khôn ít cường giả vạn tộc nhưng tới thời khắc mấu chốt xuất hiện một thế lực mạnh hơn thì hai phe yếu chắc chắn phải liên thủ tô vũ tính toán cảm thấy việc này có lợi có hại nhưng hợp tác thì lợi lớn hơn hại vũ hoàng hiện tại chúng ta cần làm gì có lẽ tô vũ sẽ không đến đạo nguyên tri địa nữa tô vũ ngẫm nghĩ hiện tại ư ừ. nên về thực thiết nhất tộc thôi ngươi quên chúng ta là hợp đạo thực thiết tộc à sắp phải di chuyển đến vạn tộc sơn rồi chúng ta mà không đi thì chẳng phải sẽ bị y khác hoài nghi sao? Lam Thiên mỉm cười. Nếu vạn tộc thật sự tìm ra nhân tộc rồi giao cho chúng ta, Tô Vũ bình tĩnh nói. Không sao. Ngươi vạn tộc đưa tới không thể lập tức tín nhiệm, cứ giam giữ đã, chờ đợi thời cơ thích hợp rồi tính. Tô Vũ không mong đợi gì vào việc thu phục người. chuyện này không thực tế, hơn nữa còn quá nguy hiểm. Hiện giờ không thể để xảy ra vấn đề nội bộ. là phe yếu nhất trong ba phe. nếu xuất hiện vấn đề nội bộ thì kế tiếp sẽ không thể chiến đấu nữa. Tô Vũ nghĩ tới gì đó hắn bỗng nhiên thẳng một người ra diệt tam vương vừa xuất hiện đã lộ vẻ ai oán hiện tại ta chỉ là một công cụ khi cần máu thịt của ta thì lôi ra cắn xé không cần thì nhốt vào trong người ta thương tâm quá đi mất Tô vũ ái náy vội trần an diệt tam tiền bối vừa rồi chúng ta làm vậy là vì một kế hoạch lớn tiền bối trả giá nhiều về sau lập công lớn cũng có thể sớm ngày tiến vào hợp đạo diệt tầm vương bất lực u ỏa nói lần sau nhớ báo trước cho ta một tiếng tô vũ tươi cười gật đầu giỏi lại hỏi Văn Khởi thế nào? Đánh vã vài trận Văn Khởi bị trấn áp. Tuy rằng thực lực Diệt Tam Vương không tới hợp đạo nhưng vẫn có thể đánh vã một phen, y nói. Không biết có phải sợ bị ngươi nhè lén hay không mà khi ta dụ gã gia nhập chỉ mạch Ngục Phương thì gã không thèm quan tâm, không biết gã có lòng phản bội hay không, nhưng hiện tại thì có vẻ không định phản bội Tô Vũ gật đâu, vậy ném gã cho Bách Chiến đi. Bây giờ Bách Chiến cùng Ngụy La đang tiến sâu vào trong Hỗn Độn Sơn. Ở đó rất nguy hiểm, mà thôi. Mấy hôm nữa tính sao? kỳ thật quân sư quạt mo như văn khởi cũng có điểm hữu dụng nhưng lúc này tô vũ không muốn phí tâm tư trấn áp lã bởi vì quá phiền toái cứ để vã đi làm quân sư thổi gió bên tay bách chiến đi chương ba nghìn ba mươi ba rắc mông mống kiên kỳ tô vũ và lam thiên mang theo bộ xương khô cùng về thực thiết tộc cùng lúc đó đạo nguyên trì điện người thiên tôn và ma thiên tôn đã trở lại lục dực đã bị bọn họ trấn áp dù sao lục dực đã giết không ít cường giả thần tộc bọn họ phải tỏ rõ thái độ về chuyện này phải chân áp lã chứ không thể để gã nghi ngang xuất hiện lần sau lục dực có xuất hiện thì cũng nên thay hình đổi dạng để tránh khiến bằng hữu thân nhân của các cường giả bị giết phẫn nộ hai người vừa về đến nơi ma thiên tôn đã truyền âm dò hỏi có nên nói chuyện này cho mọi người không nếu nói ra đám người tam nguyệt có muốn tham dự hay không nguyệt thiên tôn truyền âm đáp cứ nói thôi đám người tam nguyệt cũng phải biết nếu bọn họ có hợp tác với nhất mạch của người truyền lửa thì dù không tiết lộ bọn họ cũng đã sớm minh bạch nếu không hợp tác thì có thể nhân cơ hội này để thử lòng bọn họ chúng ta đều đoán được tâm tư tam nguyệt nhưng lại không biết tình huống cụ thể của lôi bạo và thiên mệnh ra sao đặc biệt là lôi bạo bách chiến có liên hôn với lôi bạo thật à vì sao chúng ta đều không biết ma thiên tôn hậm hực truyền âm chỉ sợ không có mấy người biết chuyện này năm xưa bách chiến xảy ra chuyện thì lôi bạo không tham dự khi hắn ta được giải phong thì lôi bạo cũng không quan tâm không biết là bọn họ che giấu quá sâu hay là đang chờ đợi thời cơ bùng nổ người thiên tôn không nhiều lời đi nói chúng ta tiếp tục càn quét thôi âm thầm báo cho minh thiên tôn đạo thiên tôn và hồn thiên tôn phái vân thân tới chúng ta phải đàm phán rõ ràng việc này sớm đưa ra quyết định xem nên hợp tác hay là bao vây tiểu trừ nhất mạch của người truyền lửa chuyện liên quan đến hơn trăm cường giả ngụy đạo thì không thể tùy tiện hành xử được ma thiên tôn trầm mặc một hỏi mới nói ngươi cảm thấy bọn họ không chế ngụy đạo như thế nào là tùy ý không chế hay là phải có điều kiện nào đó cốt dược hầu và lục dược đều xảy ra vấn đề sau khi bùng nổ trước đó chưa kết nối lực lượng đại đạo có thể đối phương đã bắt được sơ hồ trong khoảng thời gian này Ngụy Thiên Tôn không quá để ý, y nói thẳng: "Mặc kệ có phải là có điều kiện hay không, ngươi quên sáu vị trần vương đã chết như thế nào rồi ư? Có lẽ đối phân không thể khống chế bọn họ hoàn toàn, nhưng nhất định là có thể áp chế, còn là không cần điều kiện gì." Ngay đó sáu vị chuẩn vương bị giết chết rất nhẹ nhàng, bọn họ bị áp chế trong nháy mắt. Lúc ấy Ma Thiên Tôn ở ngay phụ cận, chính ông ta cũng cảm ứng được, mai ra nếu chi mạch hỗn độn cường đại như bọn họ nói thì liên thủ với bọn họ để suy yếu hỗn độn nhất tộc cũng là kết quả mà chúng ta hy vọng, ma thiên tôn. Ngươi cảm thấy chủng tộc này có chủ nhân quy tắc thật không? Người thiên tôn hỏi ra vấn đề mà mọi người đều đang cố lảng tránh. Có không? Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời. Đúng là có khả năng. Nhưng nếu một vị chủ nhân quy tắc thật sự xuất hiện, dù kẻ đó chỉ là hạng nhỏ yếu thì vài ba vị thiên tôn cũng khó có thể địch nổi. Thiên tôn đã là cực hạn của thời đại này. Ma thiên tôn trầm mặc không đáp. Tô Vũ không làm việc mà không có mục đích. Hắn nói rằng hỗn độ đạo không bị hạn chế. Chuyện này tạm thời vạn tộc không thể kiểm chứng nhưng đúng là có khả năng rất lớn. Ma Thiên Tôn nghĩ vậy bèn truyền âm đáp, bọn họ đến từ hạ giới, cho ta thấy có lẽ tình hình hạ giới hiện tại không tốt lắm, Tịch Vô còn sống ma kích cũng thế hai người liếc nhìn nhau rồi không nói. Thêm gì nữa, hạ giới khó khăn, có lẽ lần hợp tác này nên tính toán thêm vài chuyện khác, chẳng hạn như mở ra thông đạo hạ giới chẳng hạn, dù liết mạch của người truyền lửa không đáp ứng thì ít nhất cũng phải khiến bọn họ đáp ứng một vài điều kiện, ví dụ như đưa đám người Tịch Vô lên đây. Đúng vậy, giờ khắc này, hai vị thiên tôn đã đoán được hạ giới không an bình có truyền vương của nhân tộc ở dưới hạ giới hạ giới an bình nổi mới là lạ nhưng đám người tịch vô còn sống cũng là sự thật tịch vô, thiên cổ và cả ma kích đều có chiến lực hợp đạo đỉnh cấp bọn họ ở giới hạ giới vô số năm nếu lên đây thì có lẽ thực lực sẽ lại tiến thêm một bước cho nên phải nghĩ biện pháp giúp mấy gia hỏa này đánh vỡ thông đạo hạ giới khiến nhất mạch của người truyền lửa mất đi bảo đảm lớn nhất hợp tác nhưng không phải là bằng hữu bọn họ vẫn là đối thủ của nhau hai người bắt đầu truyền tin về hỗn độn sơn cho ba vị thiên tôn khác bảo bọn họ đưa phân thân đến đàm phán đại sự đám người tam nguyệt đều có chút nghi hoặc nhưng hai kẻ mới trở về đều không nói gì nhiều nên bọn họ cũng không tiện do hỏi chốc nát sau mọi người lại tiếp tục bận rộn tra xét đạo nguyên trì địa sau sự cố của lục dực bọn họ tra tìm càng thêm cẩn thận khi hai người tô vũ trở về đội ngũ di chuyển của thực thiết tộc thì đã là buổi tối ngày thứ tư thực thiết tộc không cho tộc nhân vào binh khí không gian mà là có hơn vạn thực thiết thú cùng khiên nhiều ngọn núi lớn tiến đến nhân sơn đúng vậy thực thiết tộc quyết đoán dọn nguyên quả núi mọc đây cây trúc mang theo nhân sơn trụi lùi có gì tốt chứ bọn họ muốn mang chút thổ sản qua đó nhưng lại lo rằng nhân sơn không thích hợp cho trúc sinh trưởng vậy nên bọn họ quả quyết chuyển luôn bảy tám ngọn núi lớn đến nhà mới thực thiết thú nhỏ đều lăn lộn chơi đùa trên núi không hề có nỗi thống khổ khi phải đi truyền địa bàn thực thiết thú trưởng thành thì không để ý bọn họ chỉ coi như đây là một lần đi chơi xa trên ngọn núi lớn nhất đại điện chế tạo từ cây trúc tọa lạc trên đỉnh núi cao sừng sững giờ phút này cư trúc hầu và tứ nguyệt đều đang ở đây thấy tô vũ và lam thiên trở lại hai người đều nhẹ nhàng thở ra cư trúc hầu vội vàng nói trong đạo nguyên tri địa có không ít cường giả đã chết là do vũ hoàng làm ư tô vũ cười đáp vừa lúc gặp phải nên thuận tay giết chết mấy tên cự trúc hầu không cười ngây ngô nổi nữa ông nghĩ mà sợ quá nguy hiểm bên kia có nhiều vị thiên tôn vũ hoàng nên cẩn thận hơn mới phải nếu đã đầu phục tô vũ thì bọn họ cũng phải lo nghĩ cho tiền đồ của hắn mọi người không muốn thấy tô vũ mạo hiểm Tô Vũ Trần An. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Chỉ là hiện giờ không thể không mạo hiểm. Tại thời điểm này mạo hiểm càng nhiều thu hoạch càng lớn Tô Vũ thở hát ra. Có lẽ sắp tới sẽ tốt hơn một chút Tô Vũ chuyển sang chuyện khác. Trong lúc chúng ta rời đi có ai tới tra xét không? Cư chúc hầu liền áp. Có ta ở đây thì bọn họ không dám đâu. Nhưng bọn họ đã phái người qua thúc giục vài lần. Thậm chí đích thân Nguyên Thánh Hầu còn tới một chuyến. Nói rằng chúng ta quá trọng. Thân lớn chủng tộc đã đến mà chúng ta mới đi được có một nửa chặng đường nói là trong người ngày nhưng trong tình huống bình thường thì không cần lâu như vậy thực thiết tộc lắc lư uốn éo di chuyển quá chậm không cần để ý tới bọn họ tô vũ rút lời liền lấy văn minh trí ra rất nhanh một bộ sư khô liền xuất hiện Trung ba nghìn ba mươi giả chết kỳ dung rất cảnh giác vừa ra ngoài đã quét một phòng bà hơi kinh hãi đây là địa bàn của thực thiết tộc ư dường như bà nhận ra cự trúc hầu ánh mắt bà thanh triệt nhìn thẳng hướng đối phương nhưng ông ta lại không nhận ra bà chỉ lộ vẻ cổ quái hỏi khô lâu nhất tộc Tô Vũ đáp thay. Không phải, đó là nhân tộc, chỉ là bế quan quá lâu nên suýt nữa đã ngã xuống hắn chợt hỏi. Cư Trúc Hầu biết bà ta không? Kỳ Dung, là nữ Lam Thiên Sừng suốt nhìn Kỳ Dung, có điều y chỉ cười cười mà không mở miệng. Cư Trúc Hầu không thèm để ý đến vấn đề là nam hay nữ. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, Tư nguyệt nhìn về phía Kỳ Dung, nhi hoặc nói. Kỳ Dung, chưa từng nghe nói đến Kỳ Dung trầm mặc nhìn bọn họ. Tô Vũ khẽ cười, một vị cường giả có thể tu luyện ngụy đạo đến thiên vương cảnh sao có thể là hạng người vô danh kỳ dung có vẻ ngươi không có tiếng tăm gì ta vẫn luôn ở sau màn tô vũ cười nói được rồi không nói chuyện này nữa ta không có hứng thú với thân phân thật sự của ngươi không phải ngươi muốn gặp thủ lĩnh tối cao hiện tại của nhân tộc sao hiện tại ta đang ở thượng giới không thể về nhân cảnh nói ngay tại đây đi đám cự trúc hầu ở đây có thể bảo đảm kỳ dung vừa nghe liền hiểu ý hắn bà cẩn thận hỏi ngươi là nhân chủ đương nhiệm sao Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn lấy ra tình vụ ấn chấn áp bà, xương cốt kỳ dung kêu lên răng rắc. Tô Vũ bình tĩnh nói: Tình vụ ấn của nhân hoàng dùng khi thống nhất chư thiên trước đây, ngươi biết nó không?" Trong ánh mắt kỳ dung lộ về kinh hãi, hỏi lâu sau bà mới khẽ gật đầu, đã từng nghe nói. "Khó chết ngươi có thể không chế đám cường giả ngụy đạo của đạo nguyên chi điện. chẳng lẽ là bởi vì tình vụ ấn này?" Tô Vũ gật đầu. Có lẽ vậy hắn lại mở thiên môn nhìn về phía bà, kỳ dung cả thêm kinh ngạc, ngươi đã khai thiên môn, không sai Tô Vũ bình tĩnh nói, "Vậy đã đủ chưa? Không đủ thì có thể chờ lần sau về nhân cảnh ở hạ giới rồi nói tiếp kỳ dung than nhẹ một tiếng, bà hơi nghiêng mình chi lễ, "Kỳ dung tin, các hạ có tỉnh Vũ ấn và thiên môn, dù có những nhân chủ khác thì các hạ cũng hoàn toàn xứng đáng với truyền thừa của nhân hoàng Tô Vũ xu tay." "Không, ta không phải người thừa kế nhân hoàng Tô Vũ không nhiều lời, hắn nhìn thẳng Kỳ Dung, lúc trước ngươi bảo có việc cần phải gặp thủ lĩnh tối cao của nhân tộc thì mới nói. Hiện tại nói đi Kỳ Dung mở miệng, xin cho ta giới thiệu một chút, tên thật của ta là Kỳ Dung, nhưng ta có sắc phong chính thức mấy người đều nhìn bà, thần thần bí bí cái gì, bọn họ gặp không ít hầu thượng cổ rồi. Rốt cuộc bà ta là ai? Kỳ Dung hít sâu một hơi. Ta là Kỳ Phi được nhân chủ nhà cương triều tịch thứ ba sắc phong mọi người nhìn nhau, cứ chúc hầu trường mát, sau một lúc lâu mới nói. Ngươi là Kỳ Vương Phi sao? Đôi mắt ông trường lớn, thấy đám người tô vũ nhìn mình thì ông vội vàng giải thích, nhân chủ chủ tịch thứ ba là nhà cương, nên chủ đều tính là đồng cấp với nhân vương kỳ vương phi là đạo lữ của nhà cương nhưng kỳ vương phi đã ngã xuống từ lâu ngươi kỳ dung khàn khàn nói không phải chỉ là ta vẫn luôn nấp sau mà làm vài chuyện về sau ta tu luyện xảy ra vấn đề nên mới bế quan bởi vì mọi người đều cảm thấy ta đã chết nên việc ta lặng lẽ bế quan chỉ có nhà cương mới biết nhưng mà nhà cương đã ngã xuống bà cảm khái thổn thức hắn đã chết từ lần đầu tiên nhìn thấy tô vũ bà đã hỏi hắn nhân chủ nhà cương đâu mà tô vũ lại đưa ra đáp án là người đã vong quy từ lâu đó là đạo lữ của bà. Cũng là nhân chủ của nhân tộc, trước khi hắn chết, bọn họ cũng không thể gặp nhau lần cuối. Bà biết có lẽ là vì nhà cương chết quá đột một hoặc là không kịp tới gặp mình. Đôi mắt bà lộ ra sự bi ai thống khổ, bà nhẹ giọng nói. Kỳ Dung bái kiến nhân chủ đương đại thấy bà chi lễ. Tô Vũ liền đáp: "A à, thất lễ rồi, hóa ra là vương phi Tô Vũ có chút tò mò, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vương phi đạo lữ của cường giả, không đúng, hắn đã gặp hoàng phi của thần hoàng, cử trúc hầu nghĩ tới gì đó?" sắc mặt ông bất chợt biến đổi tứ nguyệt cũng vậy ông đột nhiên hỏi ngươi giả chết ư kỳ dung khẽ gật đầu tứ nguyệt chấn động không đúng năm đó không phải là ngươi bị xử từ sao sao ngươi có thể giả chết được tô vũ ngây ngẩn xử tử ư cái quỷ gì vậy ánh mắt cự trúc hầu biến ảo ông vội giải thích hình như năm đó kỳ vương phi làm phản nên bị nhân tộc tự tay xử tử do nhà cương tự mình hạ lệnh ta còn nhớ việc này gây ra động tĩnh không nhỏ bà ta cũng là vị vương phi duy nhất bị xử tử trong nhiều năm qua ta mà làm phản à giọng kỳ dung khàn khạt, có chút tự diễu vì sao ta phải làm phản phu quân của ta là nhân chủ là người có địa vị tối cao của nhân tộc ta cần làm phản sao muốn hết tội thì sợ gì không có lý do nhân chủ chỉ là con dối mà thôi ta không muốn nhà cương làm con dối nên bị kê khác kiên kỵ cuối cùng rơi vào kết cục như thế may mà phu quân ta ti cổ hủ nhưng cũng biết ta muốn tốt cho hắn nên đã âm thầm cứu ta nhưng quả thật đại đạo của ta đã bị chặt đứt không thì ta đã không cần tu ngụy đạo tô vũ nhíu mày đây là một bí mật lớn nhưng có vẻ không phải chuyện tốt lành gì tô vũ nhẹ giọng hồi kỳ kỳ vương phi là năm xưa ngươi bị nhân tộc biện tội phản bội nên bị xử tử nhạc cương tự mình hạ lệnh chặt đứt đại đạo của ngươi sau đó âm trầm cứu ngươi giúp ngươi truy liền tu ngụy đạo nhân chủ nói không sai kỳ dung than nhẹ một tiếng cảnh đời đổi thay không có gì để nói ta thấy bên cạnh nhân chủ không có đồ cổ có lẽ thời đại cũ tiêu vong cũng là chuyện tốt ít nhất ngươi sẽ không phải làm con dối nữa tuy có cự trúc hầu ở đây nhưng ông là ngoại tộc bà thấy bên cạnh tô vũ không có cường giả nhân tộc thượng cổ nào nên mới nhiều lời vài câu tô vũ mạc nhiên con rồi ý ngươi là nhà cương bị khống chế rất nghiêm trọng ở triều tịch thứ ba sao kỳ dung tự diễu không chế gì chứ nói thẳng ra thì nhà cương chỉ là một chiến tướng có trận chiến nguy hiểm là hắn đều sung phong phía trước những người đào nói là muốn bồi dưỡng nhân chủ nhưng trên thực tế chỉ là bồi dưỡng chiến tướng mà thôi bởi vì bọn họ đều trung thành với nhân hoàng đều đang chờ đợi nhân hoàng trở về bọn họ sẽ không cho những kẻ khác có bất cứ cơ hội nào thay thế nhân hoàng tô vũ mẫm nghĩ một chút liền hiểu thật thú vị hình như bách chiến cũng bị tương tự có điều chiến lực của hắn ta đủ mạnh thực lực nhà cương thì thế nào hẳn là không thiên lệch mấy so với nhân chủ tức là mới bước vào chuẩn vương không lâu ở thời kỳ kia thực lực như vậy quả thật không thể khống chế nhân tộc triều tịch thứ ba vẫn còn rất nhiều đồ cổ có không ít chuẩn vương và cả thiên tôn ngươi bị kết án oan giao Tô Vũ hỏi. Kỳ Dung trầm mặc một hỏi mới đáp, cũng không hẳn. Bọn họ nói ta phản bội thật ra không hề oan ủ ta Tô Vũ nhíu mày, vừa rồi còn nói muốn ghét tội thì sợ gì không có lý do. Hiện tại lại nói không oan ủi, ngươi đang tự mâu thuẫn đấy ha. Kỳ Vương Phi bình tĩnh nói, khi đó ta không cam lòng bỏ mặc nhà cương trở thành tay đấm của bọn họ, nên đã âm thầm làm vài chuyện, ta cho người tu luyện ngụy đạo, Nhị cách giúp nhà cư tiến thêm một bước, thậm chí giúp hắn tìm cơ hội xử tử một nhóm cường giả nhân tộc, giết một người dân trăm người tô vũ tiếp lời sau đó người bị phát hiện à xem như là vậy kỳ dung thở dài dù sao ta cũng ở thế yếu bên người có quá nhiều nhãn tuyến kể cả thuộc hạ trung thành cũng là do đám gia hỏa nó an bài bà bất đắc dĩ nói kế hoạch bại lộ đáng lão gia hỏa tức giận muốn giết ta nhạc cương cầu tình cho ta nhưng cũng vô dụng cuối cùng nhà cương đành phải tự mình hạ lệnh xử quyết ta thậm chí chính hắn tự mình động thủ kỳ dung cưới như khóc ngươi nói xem có đáng buồn không thân là nhân chủ mà lại không thể bảo vệ nổi đạo lữ của mình bà thở dài cho nên sau này nhà cương có chết trận thì ta cũng không thấy ngoại y ý muốn làm tay đấm thì sao có thể sống lâu được lúc nhìn thấy nhân chủ ta liền hỏi về nhà cương cũng chỉ là còn ôm một tia hy vọng mà thôi nhiều năm như vậy mà hắn chưa từng tới lập ta thì chỉ có thể là đã chết rồi chương ba nghìn không tối độc phụ nhân tâm cười trúc hầu lên tiếng nhà cương đã chết mấy vạn năm triều tịch thứ ba cũng có một hỏi đại chiến con trai của ngũ nguyệt cũng chính là tôn tử của ta đã chết trận trong lần triều tịch chi biến đó tô vũ nhớ tới việc này không chỉ vậy, Tô Vũ còn nhớ tới vài điều, hắn mở miệng hỏi, hình như triều tịch thứ ba xảy ra không ít biến cố, hậu dậy của Ngũ Nguyệt chết trận, người truyền lửa chính thức hiện thân, theo lời Đại Chu Vương thì binh quật đã chính thức lộ diện ở triều tịch thứ ba. Tông đạo người truyền lửa cũng bị vứt bỏ sau khi triều tịch thứ ba kết thúc, còn có rất nhiều chuyện khác nữa. Nói như vậy thì giai đoạn này đã xảy ra biến cố không nhỏ cự trúc hầu gật đầu. Đúng, Nhạc Cương là một viên mãnh tướng, sau khi Kỳ Vương phi bị xử tử, Nhạc Cương đã ngủ đông vài năm, sau đó hắn mang theo một vài vị hầu thượng cổ chủ động khai chiến kết thúc triều tịch thứ ba lần ấy có mấy chục vị hợp đạo chết trận hầu thượng cổ cũng chết rất nhiều vạn tộc tổn thất trảm trọng nhà cương cũng hy sinh trong ánh mắt kỳ dung lộ về chua sót hẳn là hắn đã chuẩn bị từ trước rồi ta biết sớm muộn hắn cũng sẽ đối phó với đám hầu thượng cổ đó mà chỉ tiếc là nhạc cương vẫn không thể xoay chuyển càn khôn tô vũ cười lạnh có vẻ nhân chủ không dễ làm nhỉ đều là vụ làm ăn trả giá bằng mạng sống cũng đúng trong chín vị nhân chủ Chứ Bách Chiến còn sống ra thì những người khác đều đã chết. Mỗi lần triều tịch chỉ đến đều kết thúc bằng cái chết của nhân chủ. Thật bi ai. Nhân chủ chết rồi thì mới có thể ngương chiến. Xem như kết thúc một triều tịch. Mãi đến thời đại của Bách Chiến. Bởi vì hắn ta quá mạnh nên ma chú này mới được giải trừ. Nhưng Bách Chiến cũng đã bị phong ấn 6.000 năm. Tô Vũ cảm khái. Nhân chủ là một ngay vị trí mạng. Rất nhiều hầu thượng cổ còn sống nhưng nhân chủ lại chết một đống. Thật đáng thương. Hắn không nói đến đúng sai. Nhân chủ vốn do cường giả thượng cổ bồi dưỡng mà ra, chỉ lần chủ tịch trước đều là như vậy, không, đời thứ nhất là con trai Võ Vương, hắn ta là mãng phu tự đi tìm chết, nếu không thì chưa chắc đã có những nhân chủ sau này. Bởi dù sao Võ Vương cũng có rất nhiều cường giả dưới trướng, Tô Vũ lẩm bẩm. May mà ở thời đại của ta đám lão gia hỏa đều chết cả hoặc là ở thượng giới, ta không ăn không uống của bọn họ, không cần để ý đến ý kiến của mấy người này kỳ dung khẽ thở dài, ta biết, nếu không thì nhân chủ đã không phong ấn ta thái độ nhân chủ đối đãi với ta khiến ta cảm nhận được lớp cường giả cổ xưa có lẽ không phải có vị thế gì bà dám tiết lộ. thân phận trước mặt tô vũ cũng là vì đã đoán được điều này và cũng đoán được thân phận của hắn bà là người thông minh thái độ của tô vũ làm bà cảm thấy vị này cũng sẽ đối đãi tương tự với cường giả thượng cổ khác thôi tô vũ nói rằng định quân hầu còn sống thì dung mắng gã là phế vật mà tô vũ cũng không phản bác nếu tư tưởng hướng về lớp cổ lão hoặc là bị khống chế thì dù không nói gì ít nhất hắn cũng sẽ thể hiện thái độ khác biệt đằng nay tô vũ lại vật hù như thể công nhận với lời mắng của bà định quân hầu đúng là tên phế vật tuy kỳ dung mới vừa sống lại nhưng chỉ cần xem mặt đoàn ý là đã có thể đoán ra không ít giờ phút này tô vũ đang ngồi ở ghế chủ vị mà hai vị chuẩn vương là cựu trúc hầu và lam thiên lại đứng tứ nguyệt cũng đứng trong toàn bộ đại điện này chỉ có một mình tô vũ ngồi đây không phải thế cục một nhân chủ bình phong có thể đạt được tại triều tịch thứ ba thường thường là một vài cường giả đời trước mồi còn nhà cương thì đứng thương thảo cùng bọn họ đây là sự khác biệt rõ rệt nhất Tô Vũ nghe Kỳ Dung nói thế thì không khỏi bật cười. Kỳ Vương Phi đừng châm ngòi ly gián, phe ta có không ít cường giả thượng cổ, chẳng hạn như Định Quân Hầu, Vân Hỏa Hầu, Áng ảnh hầu ta rất tôn trọng những vị ấy khạc 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 Lam Thiên đột một cất lên tiếng cười quái dị khiến Tô Vũ không khỏi trừng mắt, nhìn y, nhất thời khiến Lam Thiên chột dạ không dám cười nữa. Bất quá ngươi tôn trọng bọn họ thật sao? Thôi được, ta coi như mình không nghe thấy gì, cử trúc hầu cũng lộ về thầm mắng, tôn trọng cái rắm, ngươi nói vậy mà không đồng mặt ư, đám cường giả thượng cổ đều không có mặt mũi gì đáng nói trước mặt tô vũ Tại có chút mặt mũi lại là ngoại tộc còn bên phe nhân tộc thì bị tô vũ áp chế rất chặt kỳ dung liếc mắt nhìn mấy người nhẹ giọng hỏi hình như nhân chủ đã hoàn toàn khống chế cục diện tô vũ cười nói đa tạ bách chiến vương nhân chủ đời thứ chín đã hại cả nhân tộc lớp cường đại đi trước chết sạch chỉ còn lại những cây chẳng ra sao thuộc hạ ta có thực lực có tự tin nên ta không cần sợ hãi đương nhiên ta là người thiện tâm người đi trước đều là tiền bối nên ta rất tôn trọng bọn họ hắc tô vũ lần nữa trừng mắt lam thiên lập tức câm miệng tô vũ có chút bực bội đi ra ngoài lam thiên bất đắc dĩ ta không nhịn được thôi mà ai bảo ngươi cứ trợn mắt nói dối như thế kỳ dung cầm nín tô vũ nói lời này mà vành mắt đám người cự trúc hầu đều đen hơn hiển nhiên là vì bọn họ đều không dám nhìn thẳng kỳ dung đã đoán được đại khái bà nhanh chóng nói nhân chủ từng hỏi rằng ta đã làm gì ta chỉ nói mình phụ trách một việc kỳ thật việc này rất đơn giản bà vội báo cáo đó là bồi dưỡng cấp dưới trung thực thuộc về chính mình điểm này có quan hệ với ngụy đạo năm đó ta muốn dùng ngụy đạo thay thế chân đạo thậm chí là giết chết cường giả chân đạo để thay thế bọn họ bà hít sâu một hơi cho nên ta có thể hiểu vì sao bọn họ giết ta bởi vì ta cũng muốn giết bọn họ ta muốn bồi dưỡng cường giả ngụy đạo tương tự để về sau cướp lấy lực lượng đại đạo của cường giả chân đạo như vậy thì có thể tiêu hao lớp đầu cổ tô vũ hít sâu thật tàn nhẫn đám cự trúc hầu có lẽ không hiểu nhưng tô vũ thì hoàn toàn minh bạch ngươi nhắm đến lớp cường giả đầu cổ muốn từng bước thay thế bọn họ mà không hao tổn thực lực đúng không kỳ dung khẽ vật đâu đúng vậy ví dụ như định bắc hầu tu thương đạo ta sẽ bồi dưỡng một vị cường giả ngụy đạo tu luyện thương đạo sau đó xuống hạ giới giam cầm định bắc hầu cho vị cường giả ngụy đạo kia cắn nuốt lực lượng đại đạo của hắn tân chí hòa hợp nhất thể đã nói rành mạch tới đây đương nhiên đám cự trúc hầu không thể không hiểu sắc mặt bọn họ đầy dị dạng nữ nhân này tối độc phụ nhân tâm nếu năm đó kỳ dung thành công thì kết quả sẽ nhiên trời lệch đất ra sao nhất thời không ai dám tưởng tượng có lẽ thật sự có thể thay thế được đám cường giả kia tiên đề là việc dung hợp đại đạo diễn ra thành công giọng kỳ dung khàn khàn có lẽ chư vị sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn nhưng nếu nhạc cương đã thành nhân chủ thì sao hắn phải làm con dối chuyện nguy hiểm gì cũng bắt hắn làm không quyền không binh tất cả đều phải nghe theo những người đòn nói ta khôn cam lòng đáng tiếc kế hoạch của ta bại lộ đám lão gia hỏa kia tức giận kế hoạch phá sản. Có vẻ sau này không có ai để cập đến nó nữa, bằng không thì đã không như bây giờ tôi Vũ vút cảm. Ngươi nghiên cứu nhiều năm hẳn không phải là không nắm chắc mà đã tùy tiện thi hành đúng không? Sao ngươi chắc chắn nhất định có thể dung hợp thành công? Trăm sông đổ về một biển, ta đã từng thử giỏi, có lẽ cự trúc hầu cũng biết, năng xưa nhân tộc có một vị hợp đạo đỉnh cấp mất tích. Chương 3036, mỗi người một chuyên môn, mất tích, cự trúc hầu ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là Vu Sơn hầu? là lão kỳ dung trầm giọng nói ta không phải người tốt cũng sẽ không tư dương rằng mình là người tốt vô dơ nhục nhã nhà cương động một chút là quát mắng khi đó ta đã cho người âm thầm bắt lão rồi lại cho tu giả tu luyện ngụy đạo đồng đạo dung hợp cắn nuốt đệt tô vũ cũng cảm thấy nữ nhân này rất tàn nhẫn lúc trước còn tưởng bà là người một lòng đặt tâm tư vào nghiên cứu hóa ra lại là kê đi theo con đường tà đạo ngươi cắn nuốt vu sơn chẳng những hoàn toàn tiếp thu lực lượng đại đạo của lão mà còn tiến thêm một bước có hy vọng bước vào chuẩn vương cự trúc hầu không nhị được hỏi chẳng lẽ người đó là nhạc kỳ kỳ dung gật đầu cự trúc hầu chấn động đúng là hắn sao sau này nhạc kỳ cùng nhạc cương khởi xướng trận chiến cuối cùng quả thật nhạc kỳ đã tiến vào chuẩn vương cảnh hắn cũng là thuộc hạ đắc lực nhất của nhạc cương hóa ra là như vậy bảo sao ta cảm thấy tuổi nhạc kỳ không lớn chỉ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi đã có thể bước vào chuẩn vương cảnh ông có chút tiếc hận Đao tiếc về sau hắn đã chết trận cùng nhạc cương kỳ dung bình tĩnh nói ta cũng đoán được nhạc cương chết thì có lẽ hắn cũng đã chết hắn là cháu trai của nhà cương người trong nhà đáng giá tín nhiệm hơn người ngoài hắn cũng là thí nghiệm thành công duy nhất của ta sau đó ta không có cơ hội làm lại kế hoạch bại lộ đương nhiên là không có cơ hội bà bị xử tử tuy rằng nhà cương cứu bà nhưng khi đổi đạo lại xảy ra một ít vấn đề khiến bà không thể không bế quan giải quyết bế quan xong thì thương hải tang điền không còn như trước nếu năm xưa kế hoạch ấy được truyền bá rộng rãi thì e là sẽ vây ra dung chuyển khó trách không còn ai dám đề cập đến biện pháp này dùng mạng cổ cường giả đổi lấy thế hệ mới thay thế bọn họ là dùng mạng để đổi. Tô Vũ sờ cằm, cười nói, thú vị đấy. Nhưng bên ta không có nhân thủ thích hợp, vậy phải lấy ai để thay thế? Thay thế Vân Hỏa Hầu ư? Thôi bỏ đi, những người này đều rất nghe lời, làm vậy không hữu dụng lắm. Đúng rồi, nhân tộc có thể thay thế được vạn tộc không? Đạo tắc không khác nhiều thì được, thượng giới và đạo nguyên chi địa không giống hạ giới. Tu đạo gì cũng được Tô Vũ gật đầu, cũng đúng, nếu tu luyện thân thể đạo ở đạo nguyên chi địa thì có thay thế được bát chiến không? tô vũ bỗng nhiên tỏ ra hứng thú ta tìm ngươi tu luyện ngụy thân thể đạo sau đó cắn nốt bách chiến các ngươi cảm thấy thế nào kỳ dung không nhịn được hỏi nhân chủ triều tịch thứ 9 rất mạnh à tô vũ thẳng thắn đáp mạnh thái quá đã sắp đạt tới trình độ nhân vương thượng cổ rồi kỳ dung im lặng nhân chủ đời thứ 10 này hình như thực điên cổ nhân chủ đời thứ chín cường đại như vậy mà hắn dám có ý đầu với đối phương tô vũ bỗng hỏi nếu có thể dung hợp thay thế vậy có thể tu bổ đại đạo không kỳ dung sửng sốt u bổ đúng vậy thân thể đạo của nhân tộc xảy ra chút vấn đề nên bị hao tổn nếu không đã không đến mức chỉ có một cường giả như bách chiến ngươi nói xem người thân thể đạo có thể tu bổ thân thể đạo nhân tộc hay không hẳn là có thể kỳ dung đáp u bổ đại đạo cũng chỉ có lợi cho người khác tô vũ không cho là đúng sao vậy được trừ bách chiến ra thì ngươi tu luyện thân thể đạo nhân tộc đều là người của ta ai lợi hại cũng khiến lực lượng của ta mạnh hơn sao có thể nói là có lợi cho người khác đều là người của ngươi ư kỳ dung không nhịn được mà nghĩ xa hơn chẳng lẽ gia hỏa này đã hoàn toàn khống chế cả nhân tộc rồi vậy thì quả thật hắn mạnh hơn nhà cương nhiều nhưng rõ ràng thực lực của hắn chỉ tương đương nhà cương mà thôi tô vũ nhận xét thật thú vị nói thật mỗi người một chuyên môn được tu bổ đại đạo ấy ta cũng không làm được ta vẫn luôn suy xét nếu đại đạo xuất hiện vấn đề thì ta phải giải quyết thế nào và rồi ngươi tự đưa mình tới cửa ta không có hứng thú thay thế đại đạo nhưng cũng có thể thử nghiệm ngụy đạo dễ tu còn hiện tại ta muốn tu bổ đại đạo thậm chí là dung hợp đại đạo cùng loại hình ngươi rất có tâm đắc trong mảng nghiên cứu này đặc biệt là dung hợp đại đạo lần trước giúp đại chu vương dung hợp hai đại đạo khiến hắn mệt chết khiếp đây cũng là một loại dung hợp ngụy đạo dung hợp với chân đạo cũng cùng đạo lý điều này khiến tô vũ nhớ tới rất nhiều thứ thậm chí hắn đang tự hỏi một vấn đề ta có thể giúp đại tân vương và đại hạ vương dung thân thể đạo nhân tộc một lần nữa hay không hai người vốn cường đại nếu dung lại thì có lẽ sẽ tiến thêm một bước còn có thể hạn chế đại đạo của bát chiến tô vũ vuốt cầm trồng tư sau đó hắn tươi cười sán lạn nhìn kỳ dung, ta không thích loại người chiến lược quá mạnh, ta thích loại dùng đầu óc làm nghiên cứu hơn. ta vốn xuất thân là nghiên cứu viên, ta rất thưởng thức kỳ vương phi. kỳ vương phi, nhà cương đã chết, có lẽ ta có thể tìm được tử linh thân của hắn để phu thê hai y đoàn tụ, nhưng ngươi phải giúp ta vài việc, không có vấn đề gì chứ? tử linh giới vực, kỳ vương phi ngẩn ra, tô vũ bày nói, đúng vậy, hiện tại tử linh giới vực do ta khốn chế, ta có thể tìm ngươi giúp ngươi. Đương nhiên nếu ngươi không cần thì thôi kỳ dung ngây người. Thật sự có thể tìm được sao? Không chắc chắn. Đã chết nhiều năm như vậy rồi, hiện tại vẫn chưa sống lại thì có lẽ là không thể thức tỉnh, hoặc vẫn đang ở trong tử linh thiên hà. Ai biết có thể tìm được hay không? Ta không thể bảo đảm kỳ vân phi hít sâu một hơi, nếu ta không đáp ứng. Nhân chủ sẽ xử trí ta thế nào? Tô Vũ cười đáp. Nếu kỳ vân phi không đáp ứng thì thôi. Cùng lắm là bị nhốt lại giống như van khởi, cứ giam giữ vài năm đã rồi tính, ta có thể giết các ngươi chắc. Kỳ Dung thử hỏi, nhân chủ không muốn thả ta rời đi à? Tô Vũ bật cười, ngươi còn nợ ta một mạng chưa trả lại đâu. Thi ân cầu báo là điều cần thiết, ta cứu ngươi, ngươi nợ ta một mạng, ngươi không trả ta thì ta có thể thả ngươi đi sao? Vậy thì ngươi quá coi thường Tô Vũ ta rồi im lặng một lúc lâu, Kỳ Dung mới nói. Nếu năm đó nhà Cương có được sự quyết đoán như nhân chủ thì có lẽ sẽ không có chuyện sau này hắn hiên ngang lẫm liệt nói là thi, tân cầu báo, Kỳ Dung chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, vị tân nhân chủ này thật không phải nhân vật tâm thường. Chương bảy, tư vị của Bách Chiến, Tô Vũ đương nhiên không có ý định thả cho Kỳ Dung tự do rời đi, không cần biết bà có thể tu bổ đại đạo hoặc dung hợp đại đạo hay không. Bà là Thiên Vương, nếu bà chạy thoát rồi trở thành địch nhân thì làm sao bây giờ? Kỳ Dung cũng không hề mong đợi gì nhiều, bà nói: "Nhân chủ, ta kiến nghị ngươi đừng giết cường giả Ngụy đạo là bởi vì có thể chọc Ngụy đạo ra, dù là dùng cho chân đạo hay là cường hóa thì đều có tác dụng rất lớn nguy đạo có thể cắn nuốt chân đạo vậy chân đạo tự nhiên cũng có thể cắn nuốt ngụy đạo tô vũ ngần ra hắn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó luật đầu nói ý ngươi là nếu cắn nuốt cường giả có ngụy đạo tương tự thì cường giả chân đạo cũng sẽ cường đại hơn đúng vậy kỳ dung trầm giọng ta cảm thấy năm nó nhân hoàng sáng lập đạo nguyên chi địa có lẽ là để cường hóa cường giả chân đạo còn ngụy đạo thì ta nghĩ chưa chắc nhân hoàng đã có hứng thú nắm giữ kẻ yếu như vậy Ngài làm vậy là để giúp cường giả dưới chứng mình dễ vàng cường đại hơn mà thôi, đây là một căn cứ cường hóa đại đạo, bằng không nhân hoàng khống chế kẻ yếu thì có ích lợi gì?" Kỳ Dung tiếp tục nói. "Ta cũng từng nói khi cường giả tu luyện ngụy đạo càng nhiều thì sẽ có hy vọng tiếp dẫn nhân hoàng trở về, có thể nói rằng đạo trong đạo nguyên chi địa chính là biển chỉ dẫn, nhưng hiện tại nhân hoàng không tìm thấy nó hoặc là không có biện pháp đi lên. Nếu đạo này cường đại hơn, có lẽ nhân hoàng có thể trực tiếp xuyên qua đó để quay về." Hiển nhiên Kỳ Dung đã nghiên cứu vấn đề này rất sâu. Tô Vũ sờ cầm trầm tư, hắn biết ngụy đạo có thể cường hóa chân đạo. Lúc trước hắn đã cho đám người đại minh vương cắn nuốt đám tiểu kim long mình lấy được, nhưng không cho bọn họ cắn nuốt quy tắc chi đạo đã bị khống chế. Hắn trực tiếp giết cường giả ngụy đạo và cắt đứt luôn ngụy đạo cho xong việc. Hiện giờ hắn lại đang tự hỏi một vấn đề, ngụy đạo có thể lấy yếu nuốt mạnh, vậy vì sao chân đạo lại không thể? Giả sử hiện tại ta có một vị thuộc hạ vĩnh hằng tu luyện hỏa đạo, ta có thể cho hắn cắn nuốt hợp đạo tu luyện ngụy hỏa đạo, vậy người nọ có thể trở thành hợp đạo cảnh đúng không? Kỳ Dung ngẫm nghĩ rồi đáp: trên lệch quá lớn thì hiệu suất cắn nuốt sẽ khôn cao, dễ xuất hiện tình trạng lực lượng đại đạo trôi đi lãng phí, trên lệch không lớn thì dịu quả cắn nuốt mới là tốt nhất. Một vị hợp đạo cắn nuốt một vị hợp đạo ngụy đạo thì có lẽ có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng đại đạo của đối phương mà không lãng phí, hơn nữa làm vậy thì có thể mở rộng đại đạo vốn có, giúp đại đạo có tiền lực lớn hơn liên hệ với lý thuyết dung hợp đại đạo cùng loại của Đại Chu Vương trước đó giúp Tô Vũ dân dân." "Hiểu ra, ngươi nói không sai, quả thật không nên giết cường giả ngụy đạo." nhưng trước đó ta đã giết không ít thiên vương ngụy đạo trái tim tô vũ bỗng nhiên đau nhói khi như ta tổn thất lớn rồi ta đã giết chết bao nhiêu thiên vương ngụy đạo nếu như kẻ này đều bị ngươi của ta cắn nuốt thì chẳng phải đều có thể trở thành thiên vương ư dù không được thì cũng có thể thành hợp đạo đỉnh cấp quá thảm hắn nghi đám cường giả ngụy đạo của bạn tộc chẳng khác gì long huyết hầu trong từ linh giới vực bọn họ chỉ là công cụ dưỡng đạo hoặc là gián điệp mà hắn tùy thời có thể chấn áp kết quả hắn đã lão tay xử lý một đống mất rồi ánh mắt tô vũ loái sáng ví dụ như lục dực hẳn là vã tu luyện một loại lực lượng đại đạo có liên quan tới tốc độ kỳ thật thời gian đại đạo của tiểu chu vương cũng xem như một loại đại đạo tốc độ đạo tốc độ cực hạn vậy thì hắn có thể cắn nuốt hay không dù khôn được thì đối trường tô vũ cũng có cường giả khác thuộc loại này tô vũ nhanh chóng tính toán hắn lại nói kỳ vương phi ngươi tu luyện đạo gì bề ngoài là bộ xương khô nhưng kỳ vương phi vẫn lộ rõ vẻ biến sắc sau một lúc lâu mới nói nên chủ tô vũ mỉm cười kỳ vương phi đừng hiểu lầm ta chỉ muốn biết đề tiện an bài mà thôi có lẽ ta còn có thể tìm cường giả chân đạo tới cho vương phi cắn mướt kỳ vương phi cầm nín bà khôn biết có nên nói hay không nhưng có một số việc đúng là không giấu được cuối cùng kỳ vương phi đành phải thành thật khai báo ta tu luyện thạch hóa đạo cùng loại với giam cầm nhưng phương thức thì bất đồng ta có thể thạch hóa người khác trong lúc đại chiến nếu đối phương không mạnh thì ta có thể thạch hóa phong ấn hắn đây xem như một loại phong ấn hữu ích có điều tô vũ vừa nghe qua lại âm thầm cảm khái đây đúng là một đạo tốt chuyên dùng để xây dựng thạch hoa trong nháy mắt chắc chắn sẽ rất hữu dụng khi muốn xây nhà hình như hắn không có thuộc hạ cho đạo này kỳ thật không có nhiều người am hiểu đạo phong ấn nhưng mà chi mạch mục vương lại rất am hiểu tô vũ cười nói không tồi phe ta không có mấy ai am hiểu phong ấn vậy là có thể bù đáp thiếu sót rồi vương phi sớm khôi phục thực lực đi hiện giờ bất cứ một vị thiên vương nào cũng đều là tồn tại có tầm ảnh hưởng lớn của phe ta kỳ vương phi khẽ gật đầu bà nhẹ nhàng thở ra bà không phải hạng người thiện tâm nhưng đứng trước mặt người trẻ tuổi tên tô vũ này lại khiến bà có cảm giác mình còn không độc ác bằng hẳn hắn nổ chết đám thiên vương như nổ chết đám già con mà không biến sắc thậm chí suốt quá trình đó hắn vẫn luôn tươi cười không chút nhướng mày nhân vật tàn nhẫn như vậy khiến kỳ vương phi cũng cảm thấy không dễ chọc huống chỉ hắn có thể nhẹ nhàng khống chế nhân tộc dù hiện tại đám đầu cổ không còn nhiều nhưng hắn có thuộc hạ là trần vương hai vị chuẩn vương đi theo hắn chưa chắc đã yếu hơn hắn nhưng nhìn bộ dáng lại thấy rõ là cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời thấy kỳ vương phi vật đầu tô vũ liền hài lòng bảo vậy mời vương phi tiến vào trong văn minh trí ở thêm mấy ngày lần đây thượng giới không yên ổn ta sợ sẽ có kẻ cả cảm ứng được vương phi vương phi sẽ không chê chứ ta chê kỳ thật kỳ dung rất ghét loại không gian kín nhỏ hẹp như này bà bế quan nhiều năm đã chịu đủ rồi nhưng hắn đã nói thế bà muốn phản đối cũng không được đành đáp không chê Nhân chủ có thể cho kỳ dung một nơi dung thân đã là vinh hạnh của kỳ dung tô vũ cười cười dù sao ngươi cũng là vương phi là đạo lữ của nhân chủ nhạc cương tiền bối cũng là tấm hương của ta khụ khu ta sẽ đối xử tử tế với vương phi còn tấm hương thì thôi quên đi sống kiểu gì mà đạo lữ của chính mình còn không bảo vệ nổi tấm hương cái rắm kỳ dung không nói chuyện nữa văn minh trí của tô vũ hiện ra kỳ dung chủ động đi vào tô vũ liền nhét thêm không ít bảo vật vào trong để bà dùng khôi phục sau khi kỳ dung đã đi vào Tô Vũ bỗng nhiên mỉm cười nói, ta đang tự hỏi một vấn đề mọi người trong phòng đều nhìn hắn, các ngươi cảm thấy Bách Chiến là ngu thật hay chỉ là giả vờ? Mấy người lộ vây nghi ngờ, Lam Thiên bèn hôi, ý Vũ Hoàng là gì? Mấy thế hệ nhân chủ trước đều rất thảm, bọn họ chỉ là con rối trong tay đám đồ cổ, nhưng Bách Chiến thì không. Hơn nữa có không ít người chịu chết nhiều đường cho hắn. Những kẻ khác cũng đều nghe lời hắn, thậm chí người truyền lửa còn chịu chết vì hắn, hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy mà mọi người không thôi chờ mong hắn trở về. Bách chiến thật sự là kẻ ngu sao tô vũ híp mắt cười nói trận chiến cuối cùng kia đã hại chết một nhóm lớn hầu thượng cổ kể cả hợp đạo của các triều tịch trước không phải là vì đám lão đầu từ đó quản quá nhiều chứ vậy nên bách chiến mới thuận tiện tiễn bọn họ lên đường lam thiên lắc đầu cười ha hả không thể nào ngươi cũng nói là sau này đám gia hỏa đều nghe lời hắn mà vậy thì sao phải làm như thế ta cảm thấy là do hắn ngốc thôi chứ không liên quan đến chuyện khác đâu thực lực bách chiến quá mạnh nên không thê chảm như nhạc cương ngươi xem đi ngay cả cự nhân tộc mà hắn có thông đồng được vậy thì ai sẽ lây sự với bách chiến nếu nói hắn cấu kết ngoại tộc thì thử ngưỡng xem nếu nhà cương cưới nữ nhân ngoại tộc thì sẽ ra sao cho nên đỏ cổ cũng chỉ là hạng người sợ mạnh hiếp yếu kẻ thực lực cường đại thì nói gì cũng đúng tô vũ gật đầu cũng đúng là ta suy nghĩ nhiều rồi mà sao sau khi bách chiến xâm nhập hỗn độn sơn thì không còn tin tức nữa nhỉ không phải là hắn chết rồi đấy chứ không đến mức ấy đâu nếu chết thật thì đám ngươi đại đường vương đại hắn vương ở hạ giới sẽ đều thăng cấp hợp đạo lam thiên tùng tìm cười ta thấy có khả năng hắn đánh nhau với nguyện la rồi đánh ra tình cảm nên thuận tiện nối lại tình xưa cũng nên lam thiên cười thâm sâu đáng tiếc ta không biết nguyện la có bộ dáng khí chất và phong cách thế nào nếu không ta đã có thể thử xem tư vị bách chiến rồi khu khu khụ tô vũ ho khan cắn răng quát đi ra ngoài lam thiên u oán nhìn hắn tô vũ tức giận mắng ra ngoài đi cho ta bình tĩnh lại lam thiên út ức hóa thân thành một vị nữ tử vũ mị quyền rũ uốn eo cái eo nhỏ không tình nguyện rời đi tô vũ thở dài ngăn nó vì sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy thử tư vị bách chiến ư tư vị gì nái nhà ngươi gần đây lam thiên hành xử khá bình thường nên tô vũ đã quên những việc trước kia hiện tại bị y gợi lại khiến hắn lập tức có cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc hắn vẫn nên cách tên biến thái này xa một chút thì hơn cứ trúc hầu và tứ nguyện liếc nhìn nhau không rét mà run thật biến thái đám thuộc hạ của vũ hoàng không có mấy kẻ là người bình thường chương ba nghìn ba mươi tám cường giả nhân tộc di chuyển quy mô lớn vẫn còn đang tiếp tục các chủng tộc lũ lượt kéo đến nhân sơn cuộc càn quét cũng vẫn đang diễn ra tô vũ đã rời khỏi đạo nguyên tri địa được một ngày các vị cường giả tiếp tục càn quét không ngừng có cường giả trầm miên bị tìm ra cũng có vài bộ xương khô hủ bại bị đào thấy thực sự có người bế quan tới chết mà không có người biết bởi vì lực lượng quy tắc của bọn họ đã tiêu tán từ lâu giờ phút này đám người tam người đào ra một khối thi thể hoàn chỉnh thân thể sinh động như thật chỉ là đã không còn khí tức Tam Nguyệt nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, đây hình như là đông kỳ hầu của nhân tộc, không ngờ đã chết già. Thật đáng tiếc Ma Thiên Tôn cũng nhận ra vị này, đây là một người tương đối cường đại trong 360 vị nhân hầu năm xưa, tư lịch không kém hơn dân sơn. Chỉ là hắn đã biến mất rất nhiều năm, không ngờ thi thể của hắn lại được tìm thấy ở đây. Sau khi càn quét hơn một ngày, đây là vị cường giả nhân tộc thứ hai bị bọn họ phát hiện, vị thứ nhất bị bắt sống, đang bị các vị cường giả tạm giam phía sau đó là một lão nhân dâu tóc dài quyết đất lão nhìn thấy thi thể đông kỳ hầu thì trong mắt lộ vẻ bi ai lại thêm một lão hữu đã ngã xuống đối phương chết như không ai biết nếu không phải lần này bị càng quét ra thì thi thể vẫn sẽ chôn giấu dưới mặt đất vô số năm tháng cho đến một ngày bị người khác ngoài ý muốn phát hiện có lẽ khi đó đã không còn ai nhận ra vị này nữa sẽ chỉ nghĩ là thi thể của một vị cường giả viễn cổ nào đó phía sau một vị cường giả thiên vương tươi cười nói hai vị thiên tôn tuy rằng gia hỏa này đã chết nhưng thi thể vẫn rất cường đại không bằng luyện hóa thành tình huyết rồi vân cho tiểu bối tu luyện đi tam nguyện im lặng liếc mắt nhìn lão mà thiên tôn không để ý tới ông ta nhìn một hỏi rồi đình thản ra lệnh liền đi lấy tinh huyết từ thi thể ra không có ý nghĩa gì ít nhất thì không hề có ý nghĩa đối với ông ta có lẽ có thể giao thi thể này cho nhất mạch của người truyền lửa để đổi thêm mấy trận phù đi vào hỗn độn sơn không bị bài xích cũng tốt phía sau thiên vương thấy ông ta nói vậy thì đành ngậm miệng lão lại nhìn về phía lão nhân bị tạm giam cắn răng nói thiên tôn đại nhân năm xưa nam khê hầu đã giết không ít người của chúng ta hiện tại bắt được lão thì nên giết luôn đi tránh tạo thành phiền toái tuy rằng nam khê hầu không phải thiên tôn nhưng lão cũng có lực lượng thiên vương đương nhiên lúc này lão đang rất suy yếu vì thiên vương của ma tộc cảm thấy không bằng nhân lúc lão yếu ớt thì giết luôn cho xong việc sao phải phong ấn đối phương như bây giờ thậm chí khoảng mất công phái người trông giữa, lãng phí sức người sức cuộc và được nhân tộc thì cứ chém tận giết tuyệt thì hơn đoạn huyết ma thiên tôn nhíu mày rông coi đi đừng nói nhiều vị thiên vương kia chính là đoạn huyết hầu đoạn huyết hầu bất đắc dĩ im lặng hôm nay ma thiên tôn có chút vấn đề ông ta bắt được cường giả nhân tộc nhưng lại không giết trong khi một vài cường giả vạn tộc phản kháng thì ma thiên tôn đều xuống tay không nhẹ trước đó không lâu có một vị cường giả tiên tộc bị ông ta đào ra đối phương cho rằng ma thiên tôn tới giết y nên phản kháng rất dữ dội cuối cùng bị ma thiên tôn suýt nữa đánh nát thân thể đoạn huyết hầu còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi lão còn đang nghĩ ngợi thì nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm rú ầm ừ, ầm ầm Tâm thanh kịch liệt vang vọng khắp đạo nguyên tri địa nơi bùng nổ là ở chỗ đám người nguyệt thiên tôn giờ phút này có một tồn tại cửa hãn phóng lên đại chiến lập tức bùng nổ nguyệt thiên tôn và lôi bạo liên thủ áp chế nhưng có vẻ lôi bạo không muốn ra sức mà cường giả vừa xuất hiện lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ lã cầm một cây dừa lớn chém cho thiên địa biến sắc tam nguyệt bắt giác ngần ra cử phủ hồng ma thiên tôn khẽ nhíu mày lại thêm một gia hỏa nhân tộc hơn nữa còn là cấp bậc thiên tôn ông ta cảm thấy ngoài ý muốn như không quá ngạc nhiên nhân tộc là chủng tộc bá chủ chư thiên bọn họ có những gia hỏa sắp chết già lựa chọn bế quan cũng là bình thường quả nhiên lần này đã càn quét ra một tồn tại đỉnh cấp là thiên tôn chân chính bấy giờ cương giả cầm diều bổ xuống khiến cho trời sụp đất nứt nam khe hầu bị bắt lại phong ấn hao hết sức lực thê lương quát cử phủ trốn đi y điên cuồng rẽ ruộng là thêm một vị hầu nhân tộc bị đào ra người này không phải là chi thể như đông kỳ hầu mà là người sống có thực lực cực kỳ cường đại chỉ sợ nhân tộc đã xong đời rồi nếu không thì vì sao đám cường giả ngoại tộc lại có thể năng nhiên càn quét đạo nguyên chi địa như vậy chưa đông kỳ hầu và cự phủ hầu mới xuất hiện nam khê hầu không nhìn thấy một vị nhân tộc nào khác tại đây cả nơi ra cự phủ hầu thở dốc kịch liệt nghe thấy tiếng hô của nam khê hầu thì vã lộ vẻ chua sót, trốn ư trốn đi đâu nơi đây có hai cường giả có thực lực tương đương gã bọn họ ở trạng thái toàn thịnh còn gã thì đã bế quan quá lâu chiến lực vẫn chưa khôi phục đến đỉnh cao đánh một trọi một còn chưa chắc đã thắng được huống chỉ là một trọi hai không chỉ thế quanh đây khôn phải chỉ có hai cường giả có thực lực như vậy lã cảm ứng được có đến sáu vị thiên tôn hơn nữa chuẩn vương cũng có đến năm tháng sáu vị lã hoàn toàn không có hy vọng trốn thoát khi đối mặt với thực lực như vậy đối diện ánh mắt người thiên tôn lập loè, kê này là thiên tôn không ngờ trong số lão gia hỏa nhân tộc bế quan tu luyện lại có một vị thiên tôn phải bắt sống rồi giao cho nhất mạch của ngươi truyền lửa sao phải biết thiên tôn chính là chiến lược đỉnh cấp thời đại này nếu chỉ là thiên vương Người Thiên Tôn cảm thấy có thể chấp nhận việc giao người cho đối phương để đổi lấy một vài bảo đảm và bảo vật, nhưng Thiên Tôn là một đối thủ rất mạnh. Một khi Cự Phủ hầu khôi phục tới đỉnh phong thì có thể quay ngược lại lấy mạng bọn họ. Cự Phủ bó tay chịu trói đi. Nguyệt Thiên Tôn bình thần nói: Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao? Đám người ma Thiên Tôn và Hoang Thiên Tôn nhanh chóng chạy tới. Cự Phủ hầu cảm nhận được mình đã tới cùng đường, lã vẫn nộ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi cầm diều quát: Nhân tộc thế nào rồi? Đạo nguyên địa vốn do nhân tộc khống chế vì sao hiện giờ lại biến thành bộ dáng này tam nguyệt ngươi cũng phản bội nhân tộc ư cự phủ hầu cảm nhận được khí tức của tam nguyệt thì vô cùng phẫn nộ thực thiết nhất tộc là minh hữu nhiều thế hệ của tộc ta vậy mà ngươi cũng lựa chọn phản bội tam nguyệt bu môi đám cổ lão đúng là đáng ghét thật nhìn xem tô vũ người ta khách khí thế nào ngươi thì há mồm liền phán ta phản bội mà ta còn không phải nhân tộc huống chỉ lời ngươi nói không có giá trị gì hết nhưng tam nguyệt cũng không ngờ được rằng lần này lại tìm ra một vị thiên tôn nhân tộc lão đang tự hỏi biện pháp ứng đối phe tô vũ còn chưa có cường giả thiên tôn trừ phi cầu có chiến lực tương đương ra thì những người khác đều chưa đến thiên tôn nếu cự phủ hầu đầu nhập về dưới trường tô vũ thì nhân tộc sẽ có thêm chiến lực cực mạnh xác suất tô vũ thành công thu phục là rất lớn tam nguyệt trực tiếp bỏ qua bắt chiến tờ phương hướng khác thiên mệnh hầu không tô về gì lôi bạo cũng không hái răng mấy người hoang thiên tôn thì đang nhanh chóng bao vây cự phủ hầu chương 3039, cùng đồ to gan cự phủ hầu lộ vẻ mặt đầy tuyệt vọng lã trốn không thoát chết chắc rồi ta liều mạng với các ngươi cự phủ hầu giống to cầm dìu chén mục tiêu chính là tam nguyệt tam nguyệt trường mắt man nó làm gì đấy ta chọc gì tới ngươi a à? sản đồ tộc chúng ta đối xử với thực thiết tộc ngươi không tệ vậy mà ngươi lại phản bội tộc ta cự phủ hầu vô cùng phẫn nộ thần tiên ma là địch nên gã không để bụng nhưng thực thiết tộc vẫn luôn là minh hữu của nhân tộc vậy mà tam nguyệt lại lựa chọn quay đầu phản giáo lã không thể chịu đựng được chuyện này dù có chết thì lão tử cũng phải cắn tam nguyệt một miếng diều xé rất hư không phá thiên diệt địa tam nguyệt tức muốn học máu lão lập tức cầm cây trúc phản kích âm âm ẩm, ẩm cây trúc vùng kết nối bảy tám phát đánh cho cự phủ bay ngược cư phủ hầu học máu tam nguyệt thờ hồn hển trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ má nhà ngươi tại ngươi đánh ta trước đấy ta không có biện pháp nào khác nên mới phải phản kích thôi ta khôn phản kích thì ngươi cũng trốn không thoát lại còn khiến tam đại tộc càng thêm kiên kỵ ta tam nguyệt chỉ có thể âm trầm nói lời xin lỗi đồ ngu xuẩn ngươi chạy hướng khác thì ta còn có thể nghĩ cách nhưng ngươi lại trực tiếp nhắm vào ta mọi người ở đây đều đang nhìn còn chẳng phải là hỗn chiến nếu ta mà thả ngươi thì chỉ sợ thực thiết tộc sẽ vạp họa Cự phủ hầu xem như xui khâu rồi đám người nguyệt thiên tôn nhanh chóng vây lạn lúc này không cần đơn đả độc đấu bởi vì không cần thiết phải nhanh chóng bắt được đối phương đã rồi tính mấy vị thiên tôn liên thủ đánh cho cự phủ hầu huyết bắn tứ phương thân thể trọng thương thấy cự phủ hầu có xu thế tự bạo mấy người nguyệt thiên tôn liếc nhìn nhau bọn họ không bị ngăn cản Cư phủ hầu tự bạo mà chết thì nhất mạch của ngươi truyền lửa sẽ không thể nói gì đối phương phản kháng quá lợi hại nên chúng ta không thể bắt sống đành chịu thôi dù sao cũng không thể mạo hiểm để ngăn cản vã tự bạo đúng không mấy người đang chờ đợi gã tự bạo thì bỗng nhiên một dao động lực lượng đặc thù bao trùm lên người cự phủ hầu trên thân thiên mệnh hầu tràn ra khí tức khiến người ta an tĩnh đến mức tận cùng khi nó bao trùm lên các vị thiên tôn tâm thân bọn họ nhất thời đều trở nên tĩnh lặng cự phủ hầu đang muốn tự bạo cũng trở nên an tĩnh thậm chí còn lộ vẻ mê man thoải mái nhưng rồi rất nhanh gã đã bừng tỉnh đúng lúc này một cây trúc đánh tới khiến gã choáng váng ý tưởng của tam nguyệt là sống thì tốt hơn chết tồn tại thì vẫn còn hy vọng được cứu nếu chết thì sẽ chẳng có chút hy vọng nào thiên mệnh hầu ngăn cản đối phương tự bạo lão thuận tiện cho gã một gậy đánh ngất gã đã rồi tính lúc này mấy người nguyệt thiên tôn liền truyền âm thiên mệnh hầu và tam nguyệt cố ý ư cố ý ngăn cản chúng ta hoặc nên nói là ngăn cản cự phù hầu tự bạo bọn họ là người của nhất mạch của ngươi truyền lửa sao rốt cuộc nhất mạch của người truyền lửa đã chôn bao nhiêu cái đỉnh trong số chúng ta bọn họ cảm thấy hành động của thiên mệnh hầu là muốn bảo vệ cử phủ giờ phút này cự phủ đã bị bắt sống nếu bây giờ mà giết gã thì có vẻ là cố ý giết người nhất mạch của người truyền lửa mà biết thì liệu có trả thù hay không nếu trả thù chỉ sợ sẽ có rất nhiều cường giả ngụy đạo phải chết nguyệt thiên tôn đột nhiên quát lớn cô đổ to gan tiếng hét to ấy khiến đám người tam nguyệt không thể hiểu được đã bắt được rồi thì còn kêu cái gì đúng lúc này trên một ngọn núi cách đó khá xa có một cục đá bỗng nhiên mở tròn hai mắt, nó hóa thành hình người. Đứng từ xa nhìn người thiên tôn, một lát sau, bóng người ấy bĩu môi tự bạo, sắc mặt người thiên tôn cực kỳ khó coi. Cục đá ư, Quanh đây thật sự có người của nhất mạch người truyền lửa, mấu chút là trước đó bọn họ không hề để ý, cũng không giả quét bên kia. Ở đó có người sao, giờ khác này, người thiên tôn không dám xác định, tuy rằng không lộ diện nhưng ai biết có phải đối phương đang ẩn núp hay không. Ánh mắt tam người khẽ biến, chuyện gì vậy? Thiên bệnh hầu im lặng, nhưng trong lòng cũng dấy lên vô số nghi hoặc. Lôi bạo thì lại càng khó hiểu. Bên kia có thứ gì vậy? Sao nó bỗng nhiên nổ tung như thế? Miệt Thiên Tôn nhanh chóng phong ấn cự phủ hầu, sau đó ném vã tới bên cạnh Nam Khê. Miệt Thiên Tôn liếc mắt nhìn hai người, trầm giọng nói: Một vị Thiên Tôn, một vị chuẩn vương đây là hai con cá lớn. Bọn họ thật sự phải giao cho huyết mạch của ngươi truyền lửa sao? Ti càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nhưng giết bọn họ rồi thì chẳng lẽ phải từ bỏ hơn trăm vị hợp đạo và mấy vị chuẩn vương khác? Ma Thiên Tôn lạnh lùng nói. Chờ đi. Đợi phân thân của đám đạo Thiên Tôn tới đây rồi chúng ta thương lượng sau lôi bạo không nhịn được bành hỏi. Thân thân của mấy người đạo Thiên Tôn đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Ma Thiên Tôn liếc nhìn gã. Bình thản nói. Thương lượng chuyện bắt bách chiến rồi giết hắn. Lôi bạo Thiên Tôn cảm thấy thế nào? Lôi bạo nhíu mày. Ngư khí của ông ta không thích hợp. Mệt Thiên Tôn mỉm cười. Ma Thiên Tôn. Giờ không phải lúc nói vậy đâu Ma Thiên Tôn mặc kệ. Điều nên nói thì vẫn phải nói để tránh cho những kẻ minh bật lãi giả bồ hò đầu ma thiên tôn nhìn quanh một phòng thẳng thắn cất tiếng có lẽ lập trường của sáu người chúng ta đều không giống nhau nhưng ở trong mắt nhân tộc thì chúng ta đều là ngoại tộc vạn tộc trong miệng nhân tộc chưa bao giờ bao hàm bản thân nhân tộc nhân tộc là nhân tộc vạn tộc là vạn tộc thực thiết nhất tộc cũng chỉ là thực thiết tộc mà không phải là chi mạch thực thiết của nhân tộc tam người cười hượng đương nhiên ta vẫn luôn ủng hộ hội nghị vạn tộc mà co ma thiên tôn cảm khái có một số việc nói ra sẽ khiến lòng người tuyệt vọng nhưng không thể không thừa nhận rằng nhân tộc không hổ là con cương của trời là bá chủ chư thiên diệt hết đám này thì lại có đám khác diệt mãi không hết Ngư luôn cường đại chi mạch người truyền lửa và chỉ mạch hỗn độ đều là nhân tộc tô vũ nói nhất mạch của y truyền lửa bọn họ đánh cờ cùng chi mạch hỗn độ người vạn năm dùng chư thiên vạn tộc làm quân cờ điều này là thật ư có lẽ lôi bạo nhíu mày không rõ vì sao ra hỏa ma tộc ấy đột nhiên cảm khái như vậy thiên mệnh hầu lâm vào trầm tư y không tính ra ma thiên tôn muốn nói gì Tam Nguyệt cũng không hiểu ý ông ta. Ma Thiên Tôn mỉm cười không nói nữa. Ông ta nhìn về phía hai người bị phong ấn đằng xa, trông thấy cự phù hồ vẫn không chịu phục. Ông ta khó chịu nói. Chúng ta có thể trở thành chủ nhân quy tắc không? Nghe nói vạn tộc không thể bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc là do nhân hoàng phong ấn. Thiên mệnh hầu là người trí dũng vô song. Ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào để đánh vỡ phong ấn ấy? Tiến thêm một bước nữa. Miệt thiên tôn nhẹ giọng nói. Không sai, kỳ thật thực lực của chúng ta đều đã đạt tới nhưng vẫn luôn cách chủ nhân quy tắc một bước, dường như bị cái gì đó cản trở. Có lẽ đó là phong ấn của nhân hoàng. Phải làm cách nào để đánh vỡ phong ấn? Thiên mệnh hầu có manh mối gì không? Phong ấn của nhân hoàng ư? Thiên mệnh hầu trầm tư nhìn mấy người. Một lát sau y mới nói. Vì sao các vị lại cảm thấy là do liên hòa? người thiên tôn cười hỏi lại. Chẳng lẽ không phải? Thiên mệnh hầu tự hỏi một phen rồi mới mở miệng. Có khả năng? Nếu không cũng không đến mức 10 vạn năm mà không có người nào bước vào cảnh dưới kia. Phong ấn chưa chắc đó đã là phong ấn mấy năm nay ta đã từng tự hỏi nhiều lần bởi vì không có khả năng nhân hoàng phong ấn cả nhân tộc cho nên ta cảm thấy có khả năng là một loại quy tắc chi đạo bao trùm chư thiên hơn thiên mệnh hầu giải thích có lẽ năm xưa đã lập ra một loại quy tắc chi đạo phong tỏa khả năng trở thành chủ nhân quy tắc cần cơ hội và chỉ dẫn để đánh vỡ quy tắc chi đạo này tương tự như việc không dùng tam thân pháp chứng đạo sẽ bị trừng phạt hiện tại việc trở thành chủ nhân quy tắc cũng bị liệt vào danh sách cấm cần thực lực cường đại để đánh vỡ hông cùng xiềng xích tam thân pháp và áp chế quy tắc trừng phạt muốn đánh phá võ hông cùng xiềng xích để trở thành chủ nhân quy tắc thì ta thấy cần hoàn thành vài yêu cầu. Thứ nhất là tìm được ngọn nguồn, thứ hai là áp chế quy tắc bạo động, thứ ba là đuổi đi quy tắc hạn chế y chậm rãi giảng giải. Mọi người đều đã đến cảnh giới này, hơn nữa hiện tại đã mở lời hồi thẳng thì y cũng không ngại nói nhiều vài câu. Chương 3040, ta nghĩ càng bi ai. Hoang Thiên Tôn nghỉ vấn, ngọn nguồn, ngươi cảm thấy cái gọi là ngọn nguồn hoặc là chỉ dẫn sẽ là cái gì? Thiên Mệnh Hầu ngẫm nghĩ rồi đáp, có thể là vật thể bình thường hoặc là một người hoặc một kiện binh khí lánh vác quy tắc chỉ đạo, khó có khả năng là quy tắc chỉ đạo công khai. Năm xưa vạn tộc cũng có rất nhiều chủ nhân quy tắc. Bọn họ sẽ không cho phép nhân hoàng bố trí thành công. Vậy nên nó phải là quy tắc chỉ đạo được âm thầm bày ra thiên mệnh hầu không nói tỉ mỉ. Y cảm thấy cả vạn tộc và nhân tộc đều bị áp chế, có lẽ còn liên quan đến khí vận thượng cổ. Mà suy đoán như vậy không tiện nói ra, mà thiên tôn lại hỏi, vậy có liên quan đến sự tồn tại của nhân tộc hay không? Nếu chúng ta diệt nhân tộc, hủy diệt hoàn toàn chặt đứt tất cả truyền thừa của bọn chúng thì có khả năng đánh vỡ quy tắc này không có thiên mệnh hầu không phủ nhận ti gật đầu có khả năng này diệt nhân tộc có lẽ sẽ phá được công cùng xiềng xích giúp chúng ta hoàn thành tấn cấp nhân tộc bị diệt khí vận tiêu tán vậy thì sẽ có hy vọng đánh võ quy tắc thiên mệnh hầu âm chồng phán đoán rồi lại hỏi các vị muốn trở thành chủ nhân quy tắc ư hoang thiên tôn giàu dĩ đáp có ai không muốn chứ chỉ là không có biện pháp mà thôi lão trầm giọng thiên mệnh ngươi cảm thấy nhất mạch của người truyền lửa có khả năng nắm giữ biện pháp phá vỡ phong ấn hay không chi mạch người truyền lửa thiên mệnh hầu lộ về khác thường có lẽ là không nếu có thể thì binh quật đã sớm thăng cấp rồi đâu phải hắn không thể thăng cấp người thiên tôn nhắc nhở đinh quật chỉ là thành viên không quan trọng nhất mạch của người truyền lửa có ba người trung tâm trong đó binh quật và đan ngọc đã chết người thứ ba vẫn luôn không xuất hiện ta cảm thấy vị này mới là trung tâm chân chính của nhất mạch của người truyền lửa hay phải gọi là mạch chủ có lẽ hắn biết thì sao thiên mệnh hầu đáp có lẽ vậy, dù thế thì ta cảm thấy bọn họ sẽ không cho chúng ta biết. Dù sao bản thân nhân tộc không có nhiều người có thể thăng cấp, một khi đánh vỡ phong ấn, chúng ta đều thành chủ nhân quy tắc mà nhân tộc lại không có, chắc chắn nhân tộc sẽ không làm như vậy ánh mắt ngựa thiên tôn loé sáng. Cũng đúng, nhưng nếu nhân tộc cũng có người có thể thăng cấp chủ nhân quy tắc, chẳng hạn như cự phù hầu, ngươi nói xem nhân tộc có thể suy xét việc đánh vỡ phong ấn cho mọi người cùng tấn cấp hay không. Ti đang tự hỏi, cảm thấy không giết đám người cự phù hầu có lẽ cũng là chuyện tốt, nếu giết rồi nhân tộc không có vị thiên tôn nào hoặc chỉ có quá ít vậy thì nhân tộc tuyệt đối sẽ không cho vạn tộc cơ hội tiến thêm một bước nếu nhân tộc cũng có hai ba vị thiên tôn có thể thăng cấp thì biết đâu bọn họ bí quá hóa liều đức khoát phá võ phong ấn thì sao chi mạch người truyền lửa đối phó với hỗn độn sơn có phải là đang mạo hiểm hay không có lẽ một mạch này thật sự có biện pháp mọi người đều khát vọng trở thành chủ nhân quy tắc ma thiên tôn truyền âm nguyệt thiên tôn có lẽ có thể bàn chuyện này với nhất mạch của người truyền lửa thậm chí thử xem rốt cuộc bọn họ có biện pháp nào không ta biết huynh trưởng ngươi còn sống hắn đang trốn trong thần tộc tương tộc hay thần tộc hay ma tộc thì đều như nhau chắc chắn không phải chỉ có chúng ta biết điều này có lẽ trong lòng mọi người đều rõ không được thì bắt thiên tôn nhân tộc giao theo nhất mạch của y truyền lửa đi nếu có thể cùng thăng cấp thì nhân tộc chỉ có hai ba vị chủ nhân quy tắc còn chúng ta sẽ có đến tám tháng chín vị hay thậm chí là nhiều hơn người thiên tôn truyền âm chờ đã hiện tại đó chỉ là suy đoán Tên kia không nói đến chuyện này, không rõ là vì không biết hay là đang cố ý che giấu. Nếu thật sự nguyện ý hợp tác thì có thể nhân cơ hội bàn bạc với bọn họ sau. Ta cảm thấy lần gặp mặt tiếp theo có thể thử một chút. Chúng ta không thăng cấp thì sẽ không có cường giả cấp bậc chủ nhân quy tắc. Nếu lời hắn nói là thật thì chi mạch hỗn độn và hạ giới đều có. Vậy thì chúng ta còn đánh đấm thế nào nữa cũng đúng mấy người nói chuyện thêm vài công. Sau đó tất cả đều tản ra, tiếp tục càng quét tìm người. Nam khai hầu nâng cự phù hầu trọng thương bị phong ấn ngồi dậy, đi lộ về mặt bi lai thở dài nhìn gã cự phủ xem ra chúng ta đều khó thoát khỏi kiếp nạn này cự phủ hầu cắn răng chết thì chết dù sao thọ nguyên vốn đã không nhiều bế quan cũng chỉ là để giảm bớt hao tổn nhưng tại sao tộc chúng ta lại lưu lạc tới tình trạng này ta cũng mới bị bắt ra nên không biết nam khe hầu nhìn bốn phía lắng lặng thở dài trừ chúng ta ra thì chỉ có thi thể của đông kỳ hầu chẳng lẽ chư thiên vạn giới này chỉ còn lại hai người chúng ta còn giống sao rất có khả năng nếu không thì tại sao vạn tộc dám ngang nhiên càn quét đạo nguyên chi địa dù nhân tộc cẫn còn tồn tại thì e rằng cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn lưu lạc tứ phương trốn đông trốn tay cư phủ hầu phẫn nộ nhìn đám thiên tôn đang tiếp tục càn quét càng quan sát gã càng cảm thấy cổ quái bọn chúng quét ra rất nhiều lão gia hỏa nhưng đều trấn áp đuổi đi trong khi lại không quá khắc khe đối với chúng ta chẳng lẽ là vì muốn thu phục chúng ta ư lã cảm thấy kỳ quái tuy đạn huyết hầu không khách khí với bọn họ nhưng các vị thiên tôn khác nhìn bọn họ thì cũng chỉ liếp một cái không nhắc đến việc giết hay giam giữ cứ mang theo bọn họ như vậy. Lạ thật, rốt cuộc phản tộc muốn làm gì, không giết cũng không hỏi, dường như đã quên mất bọn họ. Dù sao gã cũng là cường giả tiếp cận chủ nhân quy tắc, vậy mà lại bị ném một bên rồi mặc kệ ư, không có ai tới ép hỏi một chút sao. Cứ phủ hầu nản lòng thoái chí, chỉ sợ nhân tộc thật sự xong rồi nên mới không cần dò hồi chúng ta nam khe hầu cũng nghĩ vậy, có lẽ nhân tộc đã xong đời rồi, không thì bọn họ đã bị mang ra để uy hiếp nhân tộc hoặc là để đổi lấy bảo vật, nhưng hiện tại những người này căn bản mặc kệ bọn họ chỉ lao càn quét bọn họ càng nghĩ càng bi ai hai người tâm như cho tàn nhất thời không muốn nói gì cả vạn tộc không ngừng càn quét đạo nguyên trì điện không ngừng có cường giả xuất hiện có rất ít nhân tộc nhưng sau khi càn quét một hỏi thì cũng bắt được vị cường giả nhân tộc thứ ba kê đó cũng bị phong ấn chứ không bị đánh chết ba người bị ném cùng một chỗ an ủi lẫn nhau lúc này các vị cường giả nhân tộc càng cảm thấy nhân tộc hoàn toàn xong rồi